Hello, chào các bác, quay trở lại với số phỏng vấn nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đài FM của Nhật. Con này thì hàng bên shop bán rất là nhiều rồi. Và dòng này nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng cho các bác luôn. Nó sẽ là vừa là đài FM và kèm thêm cho các bác là một cái đồng hồ luôn. Đồng hồ thì về nhà các bác tháo cho em cái miếng xốp ở đây ra này, sau đó thì bật lên là đồng hồ sẽ chạy này. Đấy, đồng hồ thì nó đang chạy đây rồi. Đây thì nó sẽ có tích hợp cho các bác là một dây sạc và một cái viên pin. Pin này là pin 16850 nhá, và một dây sạc này. Đấy thì các bác dùng hết các bác có thể sạc pin vào để mình sử dụng, thì con này mình sử dụng thì mình không cần phải cắm điện trực tiếp mà mình sạc pin, kéo dâu lên cho em, sau đó thì mình bật này. Đấy, bật cái này thì nó sẽ là vừa volume này. Đấy, volume vừa là bật nguồn luôn mà các bác dò đây cho em này. Đấy, các bác dò đây cho em. Đây, mình dò đây. Đấy. Thì các bác để cho em chế độ FM nhá. Đấy, FM. Sau đó thì mình bắt đầu dò. Dò là nó sẽ ra thôi. Đây cái này. Đó. Trong những thảo dược và đông y thì nó có ba cái nhược điểm rất quan trọng khi chúng ta sử dụng, chúng ta biết là nên khắc phục ba cái nhược điểm này. Cái nhược điểm ta chú ý là cái điểm đầu tiên thường là những cái thảo dược đó hoặc là những cái sản phẩm đó thì thường là liên quan đến cái vấn đề sạch sẽ hoặc là bảo quản, hay là quan trọng là cái vấn đề là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếng rất là hay các bác nhé, tiếng rất là hay luôn. Thì cái này các bác có thể mình dò các đài, cái này thì nó khá là nhiều đài luôn. Đó, khá là nhiều đài thì các bác cứ dò đây cho em này. Đấy, các bác cứ xoáy cái này dò đây. Con này ngoài nghe đài thì em giới thiệu thêm cho các bác một cái chức năng đó là MP3 nhé. MP3 thì các bác có thể kết nối điện thoại để mình nghe MP3 cũng rất là hay. Đấy, lên mã giúp cho em cái mã này, nó là đài FM. Giá thì cái shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. 260.000 cho con đài FM này các bác nhé. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Đã bao gồm phí ship này, đài FM này, đài FM 260k. Đó. Tiếp theo thì một cái mã sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con máy súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Nó sẽ bao gồm là một súng như này và có cho các bác là tới 4 đầu luôn. Đấy, đầu tròn, đầu tày, rồi đầu chữ Y như này. Về các bác giữ lì này cho em này. Giữ lì này sẽ lên này và các bác đẩy lên nó sẽ có 6 cấp độ rung này. Đó, 6 cấp độ rung như này. Đấy, bấm đây. Và các bác giữ lì nó sẽ tắt nhé này các bác này. Dùng rất là mạnh luôn mà nó đánh vào các cái phần bắp thịt này. Đấy các anh này. Đấy. Đốt sống lưng, đốt sống cổ, vai gáy này rất là tốt luôn. Thì các bác đau mỏi cổ, vai gáy, đau lưng, các bác có thể sử dụng cái này để massage. Anh em các bác cũng có thể mua để mình làm quà cho cha cho mẹ rất là ok. Đó. Giá thì rất hợp lý cho bác nhá. Chỉ có 160.000 thôi. Cái này 160 à tươi hay 170? 170 các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn đấy. Đấy, nó hình khẩu súng như này. Thì khẩu súng như này lên cho em là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn này. Súng thư giãn giá của nó sẽ là 170k nhá. 170.000 cho con súng thư giãn như này. Có lên cho em tên là súng thư giãn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cân. Cân sức khỏe hàng của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, con này thì rất là tiện. Đấy, nó có kèm cho các bác là hai viên pin luôn. Về nhà các bác lắp pin rồi cho em. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là ngon luôn này các bác này. Đấy. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Rất là ngon cho các bác luôn nhá. Con này thì về nhà các bác tháo cái nắp này ra này, sau đó lắp cho em cái viên pin này vào. Giá thì một cái cân sức khỏe này đổi cho anh cái biển kia đi. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy, 100.000 cho một con cân như này các bác này. Đấy. 100k cho một cái cân như này, rất tiện ích luôn. Đây, lắp cho em cái này vào này. Đó. Lắp vào sau đó thì các bác ở đây nó có cái nút nguồn này. Đấy, nút nguồn khi các bác dùng thì các bác không dùng thì các bác kệ nó tự tắt, còn khi các bác dùng các bác nhấn cái nút nguồn lên cho em. Đây. Để em thử cân luôn xem là tình hình sức khỏe, cân nặng sau khi qua ăn chơi Tết nó sẽ là bao nhiêu. Đấy. Đấy, tình như cân cân nặng của em thì
khá là bình ổn. Đấy, khá là bình ổn luôn. Có cả nhiệt độ luôn nhá. Đây, cân nặng của em đợt này chỉ có 65 kg thôi. Hơn 65 cân một chút các bác nhá. Đó, hơn 65 cân một chút. Và giá thì sẽ là 100.000. Và con này có cả cập nhật nhiệt độ luôn nhá, cả cân nặng cả nhiệt độ luôn. Đây. Đấy, 23 độ C miền Bắc, hiện tại đang 23 độ C và hôm nay là ngày mùng hôm nay là ngày mùng 7 Tết nhá. Đó, ngày mùng 7 Tết, nhiệt độ là 23 độ C. Bà con nông dân thì đã bắt đầu xuống đồng. Đấy, anh em công chức thì công nhân công ty thì đã bắt đầu đi làm và nhà em thì cũng bắt đầu bán hàng trở lại. Thì qua mùa xuân mới thì gửi tới các bác một năm mới, cái lời chúc Tết, chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Đấy, và tấn tài tấn lộc tấn bình an. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái này, thì các bác lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe giá sẽ là 100k theo mã cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái tăng đơ lược này. Đấy, đây nó sẽ là một cái mã tăng đơ bao gồm cho các bác là một con tăng đơ rất là ngon như này. Đó, một con tăng đơ rất là ngon luôn. Đó, rất là ngon luôn các bác này. Đấy, có dây cáp sạc cắm trực tiếp điện 220 nhá. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là điều chỉnh cữ này. Đấy, điều chỉnh cữ các bác có thể điều chỉnh được hết nhá. Đấy, và con này, dòng này của nó ưu điểm là không ăn da. Đấy, không ăn da cho nên các bác dùng nó rất là an toàn. Đó, đây đây đây. Đấy, em băm bổ thoải mái luôn nhá, không ăn da luôn. Đó, và nó cũng có cho các bác là 4 cái cữ như này, 4 cái cữ như này để các bác mình sử dụng này. Đấy, để mình cắt tóc cho trẻ em rất là ok luôn, lắp vào phát là xong. Đó, cắt cho trẻ em đây. Và cái cữ này thì nó cũng có cái để mình đẩy lên cho em. Đó, để mình lắp vào mình sử dụng rất là tiện nhá. Đây, giá thì tăng đơn lượng là bao nhiêu nhỉ? Giá là 110.000, có kèm cho các bác một cái lược như này. Đấy, và một cái chổi vệ sinh nữa. Đấy, thì các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 cho một con tăng đơ như này, giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là tăng đơ lược nhá. Đó, đây, các bác lên cho em là tăng đơ lược này, tông đơ lược, tông đơ lược, giá sẽ là 110k, 110.000 cho con tăng đơ lược như này các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao này. Đấy, bộ dao thì đây nó sẽ là bộ ba dao cán gỗ, giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Đấy, 260.000 cho một bộ ba dao cán gỗ. Lên mã giúp cho em là bộ ba dao cán gỗ, bộ ba dao cán gỗ, giá sẽ là 260k nhá, 260.000. Đấy, 260.000 cho một bộ ba con như này. Đây, thì em sẽ giới thiệu cho các bác lần lượt từng con một. Đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt nhá. Con dao chặt này thì cân nặng của nó khoảng 5 đến 7 lạng, 5-7 lạng. Hàng về theo lô, có lô thì 5 lạng, có lô thì 7 lạng. Đấy, thì em cũng giới thiệu thế cho nó chắc 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 cú. Bản của nó cực dày luôn, bản của nó cực dày luôn nhá. Và con này của nó thì nó là thương hiệu Seki Japan này và có made in Japan khắc chìm luôn. Đây, made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó, đây là made in Japan này, chữ của nó là chữ Nhật. Giống như của chữ Việt Nam mình ấy, họ không in là made in Việt Nam mà họ in là sản xuất tại Việt Nam. Thì đây họ cũng in là sản xuất tại Nhật, đấy, made in Japan. Đó. Con này sẽ là 180.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ này. Đấy, lên cho em là dao chặt gỗ nhá, chặt gỗ. Giá sẽ là 180k nhá, 180.000 cho con này. Tiếp theo là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80.000. Đấy. 80.000. Đây. 80.000 các bạn, dao siêu bén cho các bác luôn. Đây. Đấy. Dao siêu bén luôn các bác này. Đấy. Dao của nó thì siêu bén này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Rất là bén luôn các bác nhá. Đó. Con này dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đấy. Dao rất là bén luôn. Đó. Con này các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con dao thái gỗ như này. Chiều dài của dao là 30 cm và bản của nó là khoảng 4 cm rưỡi. Đấy, chiều dài 30, bản 4 cm rưỡi. Lên cho em là thái gỗ nhá. Thái gỗ. Giá sẽ là 80k. 80k, tức là nếu mà các bác mua cả bộ ba con thì
Con này 180, con này 180 là 260 bao ship rồi. Là các bác được tặng kèm thêm một con này nữa. Đấy. Thì con này các bác lên mã giúp cho em là dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một em dao gọt gỗ như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Asaka Japan. Đó, cũng siêu bén luôn các bác này. Đó. Rất là bén luôn nhá, rất bén luôn các bác theo. Đó, rất bén luôn. Đấy thì con này sẽ là 40.000 nhá. Con này thì các bác lên cho em là gọt gỗ 40k. Đó. Gọt gỗ này. Gọt gỗ, giá của nó sẽ là 40k. Mua combo 3 con này là 260.000. Mua con này được tặng thêm con bé này nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho anh em các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn mặt các bác này. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc. Một bịch này là 10 chiếc, giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 một bịch 10 chiếc, tức là tính ra vào có 6.000 một chiếc này thôi. Đó. 60.000 bịch 10 chiếc, còn các bác mua lẻ thì bên em bán sẽ là 20.000 ba cái nhá. 20k bằng 3 cái này. Đấy, còn mua cả bịch này thì sẽ là 60k. 60k trên 10 cái. Đấy, 60.000 trên 10 cái. Còn mua lẻ này thì sẽ là 20.000 ba chiếc. Bên em bán từ 3 chiếc trở lên. Đấy. Khăn này của nó thì nó sẽ là bằng sợi bông tự nhiên, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Các bác có thể mua về thì đầu tiên các bác dùng để mình rửa mặt này, vệ sinh mặt mũi. Ngoài ra thì các bác có thể dùng các cái chức năng khác như là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, rồi nói chung là lau đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho 10 chiếc. 60.000 cho 10 chiếc thôi nhá. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 3 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá. Đấy. Ngoài ra thì ngoài khăn mặt thì bên shop có về cho các bác cái dòng khăn tắm này. Đấy. Khăn tắm của Hàn Quốc đây. Đấy. Thì con này nó sẽ về thì nó sẽ có cho các bác là màu lẫn như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là dòng lẫn màu như này. Nó lẫn màu này các bạn. Đấy, lẫn màu như này chứ không có nguyên một màu đâu. Đấy. Nhưng mà cái dòng này của nó thì nó khá là dày dẫn các bạn, khá là dày dẫn và to. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 70 nhân với lại 1m4. To lắm, các bác dùng làm cái khăn tắm rất là thích. Đấy, kích thước 70 1m4. Rất to luôn, anh em các bác thấy không? 70 1m4, to khủng khiếp luôn. Đó, chùm kín cả người luôn. Có dây đai như này để các bác đeo này, rất là tiện nhá. Đeo lên nhà tắm rất là tiện này. Đó. Giá thì bao nhiêu? Một cái giá cực kỳ sốc và ưu đãi cho các bác luôn. 40.000 cho một cái khăn tắm như này. Đấy. Các bác đi được mua được ở đâu một cái khăn tắm đẹp như này? Bằng sợi bông tự nhiên, thấm hút nước tốt. Mà cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ và ưu đãi cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Khăn tắm Hàn Quốc. Giá sẽ là 40 cành một em. Đấy. Giá này thì nó gọi là giá siêu hạt rẻ rồi. Đấy. Giá siêu hạt rẻ rồi. Khăn tắm Hàn Quốc. Giá sẽ là 40k nhá. 40k. Kích thước của nó 70 nhân với lại 140cm. Rất to luôn. Rồi, ok. Hello các bác nhé. Hôm nay thì Phạm Bốn lại tiếp tục chương trình, quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các cái mã đồ kim khí, để lên trân trọng gửi tới các bác, cũng là khai xuân đầu năm luôn. Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thành công trên bước đường học tập như công tác của mình. Đây là các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Em lên cho các bác một số cái mã khò ga này. Khò ga thì bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là có 3 mẫu cơ bản như này. Đó, 3 mẫu cơ bản các bác nhá. Đây, đây nó sẽ là 3 mẫu khò ga của bên em này. Thì đầu tiên em lên cho bác cái khò ga đồng này. Con này thì về nhà các bác phải mồi, nó không tự động đánh lửa. Nhưng mà con này thì nó là dòng khò ga đúc, cho nên là nó rất là chắc và nó bằng đồng hết. Đúc rất chắc chắn luôn. Đó. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một con khò ga đồng như này nhá. 90k. Đó, lên mã giúp cho em là khò ga đồng, 90.000 một cho một chiếc như này. Đấy, tiếp theo là bên em về cho bác cái khò ga trắng này. Đấy, khò ga trắng. Dòng này thì cái lõi bên trong tiếp xúc lửa của nó là bằng đồng và dòng đánh lửa tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã giúp cho em là khò ga trắng, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga đại nhá. Các bác lên cho em là khò ga đại. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120k cho một con khò ga đại như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng to. Đây, cái phần tiếp xúc lửa của nó rất là lớn các bác này. Đấy, tiếp xúc lửa lớn thì rất là to. Con này thì các bác có thể dùng để mình
thui gà, thui thui lợn, thui chân giò, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Hoặc các bác làm thợ này, hàng đều là hàng của Nhật hết nhá, Japan con này. Đó, con này thì sẽ là 120.000. Đấy là các cái mẫu khò ga bên em. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái kẹo chuột các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng kẹo để khi mà mình sử dụng thì nó rất là tốt luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nhập khẩu của Thái Lan nhé, hàng nhập khẩu của Thái Lan đây, toàn bộ là chữ Thái hết này. Đấy, toàn bộ chữ Thái hết đây, màu hồng như này rất là thu hút chuột luôn. Chuột nó đến thì nó sẽ ăn cả đàn luôn nhá. Đấy, nó sẽ đến và nó sẽ cả đàn nó ăn vào đây luôn. Đấy thì là nó sẽ một con đến và nó sẽ dụ cả đàn đến ăn luôn, thì chết cả đàn luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 30k cho một hộp kẹo chuột như này thôi, 30k nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột này, đó kẹo chuột giá sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này, 30.000 đó, chết cả đàn luôn. Con này thì cực kỳ là nhạy luôn, nhiều bác thì chỉ có kêu là nó chết thì nó lại trong gầm tủ gầm giường thì nó hơi khó chịu một chút, nó mùi đấy, còn lại là rất là nhạy luôn nhá, 30k cho một kẹo chuột như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bột thông cống này. Đấy, Tết nhất các bác dùng nhiều rồi cái đường ống cống rãnh nhà mình nó tắc nhá, thì các bác dùng cái bột này cho em. Đó, đây nó sẽ là một cái dòng bột như này và nó sẽ là dòng bột sủi nhá. Thì các bác cứ đổ vào cái đường ống, đường cống, đường rãnh, chậu rửa mặt, chậu rửa bát, nhà tắm, toilet, tóc tai cái thứ nó đóng cặn ở đây thì các bác rửa cho em. Đấy, sạch luôn. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Đấy, bột thông cống. Đây các bác này. Đấy, đây các bác. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Đấy, sản các phẩm bác thì anh em thấy đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà đấy tắm nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Đấy, các bác thấy cái không? Kết quả Đấy. này ok luôn nhá. Ngoài ra nó có rất là tiện tốt ích luôn nhá. rửa mặt Đó. và bồn cầu nữa. Nhà anh em nào mà đấy tắc thì thì khu vực nào tắc các bác cho hết vào cho nha. Đấy, lên cho là bột thông cống nhá, giá thì chỉ có 25k cho một hộp như này thôi, 25k một hộp như này nhá. Về nhà các bác đổ trực tiếp lên cho em 260g này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn, bột thông cống của Nhật nhá, giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một số cái đồ kim khí này. Đấy, thì nó sẽ có là cà lê đỏ và cà lê bạc này. Đấy, dòng này đều nó là dòng cà lê 8 đầu hết nhá. Đó, cà lê đỏ và cà lê bạc đây. Đấy, thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác là con cà lê bạc này. Cà lê bạc này thì sẽ là 130k nhá. Đấy, 130.000 cho con 8 đầu bạc như này. 8 đầu bạc 130.000. Con này ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu này là 8 này, 10, 11 và 13. Đấy, còn đầu bên này nó sẽ là 13 đây, 14, 17, 19, 21, 14, 17, 19, 21. Đấy thì con này các bác lên cho em là cà lê 8 đầu bạc nhá, 8 đầu bạc, giá của nó sẽ là 130.000. Còn con này thì nó thông số nó như nhau. Đấy, nhưng mà con này thì nó sẽ có màu đỏ, thế nên là em lên là cà lê 8 đầu đỏ nhá, 8 đầu đỏ, giá sẽ là 100k. Đấy, con này sẽ là 100k cho con cà lê 8 đầu đỏ như này. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện nhá. Một con cà lê mà mình có tới 8 đầu như này, 1 2 này, 3 này, 4 này, đấy, 5 6 7 8, tức là dùng một chiếc này là bằng 8 chiếc luôn. Đấy, rất nhỏ gọn này, các bác có thể xoay theo kiểu trực tiếp như này hoặc là xoay theo chiều hông như này. Đấy, xoay như này hoặc là xoay theo chiều hông như này cũng được. Đó, nó rất là tiện. Đấy, nó làm nó hếch ra như này thì xoay nó rất là tiện luôn. Đó, con bạc này là 130.000 nhá. Và con đỏ này thì sẽ là 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con kìm chết các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm chết của Mỹ này, hàng của thương hiệu Crotman của Mỹ nhá. Con này thì dùng siêu bền bỉ luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi đây. Đấy, hàng thương hiệu Crotman USA nhá, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá, 100k cho một em kìm chết Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000. Hàng thì hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, độ mới của nó còn phải khoảng 95%, thép CRV không gỉ nhá, thép CRV không gỉ. Hàng này thì nó chưa qua sử dụng cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, đầm tay rất là sướng luôn. Và ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần ấn lẫy này là nó tự bật ra luôn. Đó, nó rất là tiện. Lên cho em là kìm chết Mỹ này, thép CRV không gỉ này, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ. Con này thì giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con tô vít vạn năng nhá, con tô vít vạn năng. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Ở cái đầu này thì các bác có thể lắp thêm pin vào đây. Đấy, còn lại thì em cũng không khuyến khích lắm, đa số là mình dùng ban ngày thì cũng không cần phải pin sáng làm gì. Đấy, nó có hệ thống đèn led này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có 8 cái đầu tô vít nhá. 8 đầu tô vít thì nó sẽ có 4 đầu dẹt và 4 đầu múi, thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng đây. Đấy, đầu bên này đầu dẹt này. Đó. Thì các bác dùng đầu nào thì các bác cho cái đầu đấy ra cho em. Đấy, dẹt từ to đến nhỏ và múi cũng từ to đến nhỏ luôn. Đấy, múi cũng từ to đến nhỏ. Ngoài ra thì nó có một cái siêu phẩm là siêu nhỏ như này. Siêu nhỏ này thì các bác xoáy cái đầu ra cho em này. Đấy, xoáy đầu ra cho em. Đây, và nó cũng có một đầu dẹt, một đầu tròn, thì các bác dùng nó cũng thoải mái.
Con này thì giá chỉ có cho cho các bác là 80.000 thôi, 80k. Đấy, lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng, tô vít vạn năng này. Tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con tô vít vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái tô vít, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tô vít xanh nhá. Đấy, tô vít xanh đây. Đấy. Thì con này nó cũng rất là đa di năng luôn. Con này thì để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt này. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít như này thì rất là tiện luôn. Đó thì các bác có thể lắp vào đây cho em này. Lắp vào đây là mình sử dụng này. Đấy, lắp vào đây mình sử dụng cho em. Đây. Đấy, các bác thấy không? Nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lắp vào đây. Mình thích thay mũi nào thì mình thay mũi vào cho em. Và cái này nó cũng có cho các bác là đủ quyền là nâng lên hạ xuống này. Đấy, cho giãn ra nấc 1 này. Đấy, cho giãn ra nấc 1 hoặc cho sập xuống này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi. 40k cho một cái vít xanh như này nhá. Đấy, 40k cho một cái vít xanh như này. Các bác lên mã giúp cho em là vít xanh nhá. Giá sẽ là 40.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh này. Vít xanh, giá của nó sẽ là 40k cho một cái tô vít xanh nha, hộp vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, rất tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà sẽ có cho các bác là đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một chiều là khóa thông thường. Đây như này là sẽ là khóa thông thường này. Còn một chiều là nó sẽ lật đảo, các bác đảo cái chiều này đi cho em. Thì cái chức năng còi hú nó sẽ hoạt động nhá. Khi mà trộm nó chạm nhẹ vào thì nó sẽ kêu là 3 tiếng và chạm mạnh thì nó sẽ hú lên này. Đó. Và nó hú khá là lâu luôn, mà các bác phải mở khóa thì nó mới hết nhá. Đấy, hoặc nó sẽ kêu một lúc. Đấy, còn các bác muốn dùng bình thường các bác dùng này cho em. Còn muốn dùng cái chiều chống trộm thì các bác này cho em. Đó, các bác thấy không? Đó. Thì rất là an toàn luôn. Và cái giá thì nó chỉ có vài chục nghìn thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa chống trộm nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Đấy, lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm này. Đó. Khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác rồi. Giá quá là hạt rẻ rồi, và con này thì các bác sử dụng nó cũng rất là hợp lý thôi, rất hợp lý để mình sử dụng mình chống trộm, rồi nói chung là vừa là khóa cửa khóa nhà vừa chống trộm được luôn, thì nó cũng rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn, giá đầu năm giá yêu thương luôn nhá, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa Đức nhá. Đấy, các bác lên cho em là khóa Đức này. Con này thì sẽ là 150.000 cho cái ổ khóa Đức như này. 150k cho cái ổ khóa Đức như này nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ khóa này, rất là tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đây. Các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Đó, sau đó thì mình mở ra này. Đây, hàng khi các bác nhận được thì nó sẽ là một ổ khóa như này. Đấy, ổ khóa Đức này. Hàng made in Germany này. Đó, made in Germany. Đó, vào đây thì nó sẽ là một cái ổ khóa như này. Đó. Hàng rất to luôn, nó phải to bằng ngón tay trỏ của em này, to bằng ngón tay trỏ này. Đó, rất là to luôn nhá. Hàng này thì hàng khủng rồi. Các bác dùng ngoài trời trong nhà thoải mái cho em luôn. Ưu tiên cho các bác là có tới 4 chìa. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn, 4 chìa, và dòng này là dòng chìa tròn. Thì chìa tròn này thì bên trộm bên Việt Nam mình hoặc bên Tàu thì nó vẫn chưa sản xuất được cái phôi chìa tròn như này. Đó, thì nó có cái chức năng chống trộm rất là tốt luôn. Các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khóa Đức như này. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130.000 cho một cái khóa Đức như này. Đấy, chức năng chống trộm giúp cực kỳ là tốt luôn. Đó, chống trộm rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá, khóa Đức. Khóa đồng Đức này, đó. Khóa đồng Đức. Khóa đồng Đức giá sẽ là 130k. 130k một chiếc nhá. Rất là hợp lý cho các bác luôn, 130.000 cho một cái ổ khóa như này. Bao gồm cho các bác là một khóa chống trộm chống cắt đầy đủ cho bác luôn. Trộm khóa như này là trộm không thể cắt được nhá. Đấy, chống trộm chống cắt các thứ đầy đủ cho bác luôn. Mà cái giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái ổ khóa như này thì cũng khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Đó, khóa đồng Đức 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật nóng lạnh nhá, chống giật bình nóng lạnh. Thì con này thì nó quá là hữu ích rồi, đặc biệt là miền Bắc thì hay dùng bình nóng lạnh, miền Nam thì ít hơn một chút, nhưng miền Bắc thì mùa đông nó lạnh thì các bác phải dùng bình nóng lạnh. Mà dùng bình nóng lạnh thì cái khả năng mà bị giật rất là cao, cho nên các bác dùng cái khóa chống trộm này cho em thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó, rất là an toàn luôn nhá. Đấy, thì cái chống giật nhá, chống giật này cực kỳ là an toàn luôn. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá, 40k một chiếc như này. Thì các bác mua là mua một đôi, thì mình sẽ lắp cả dây nóng cả dây lạnh cho em luôn. Đấy, cái này nó sẽ là bằng sứ này. Bằng sứ thì nó sẽ là chống truyền dẫn điện rất là tốt luôn, và chống giật cực kỳ là an toàn luôn. Đây, em sẽ cho các bác xem video. Đây cho các bình bác nóng này. Lạnh. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh. Lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng.
tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng, có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà. Đấy, giá thì bên shop đang gửi cho bác, giá chỉ có 40.000 cho một con như này thôi. Đấy, các bác mua chỉ có mất có 80.000 thôi. Về tháo lắp cũng rất là dễ dàng mà an toàn. Hàng chống giật của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái kìm các bác nhá. Đấy, kìm thì các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Bên em gọi nó là kìm đỏ. Đấy, tại vì nó cũng có cả màu xanh, màu đỏ, màu cam như này, màu bạc như này. Nhưng bên em gọi chung nó sẽ là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy, kìm đỏ đa năng. Giá thì chỉ có 100k cho một chiếc kìm này thôi. 100.000 nhá. Đấy, 100k cho một chiếc kìm như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. Hàng thì có lò xo đẩy như này thì dùng nó rất là nhàn. Thứ hai nó sẽ có cho các bác là cái phần là tuốt dây này. Đấy, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây bấm cốt này, cắt dây này, xoắn ốc này, rồi nói chung là vặn dây vặn giếc này. Đấy, và có cả cái phần để các bác làm búa này. Đây, cái phần này làm búa này. Đấy, búa gõ như này, rất là tiện luôn. Kìm thì dài khoảng 21-22 cm, rất tiện dụng, vừa tay. Đấy, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây, thép CLV của Nhật đây. Đó, toàn bộ chữ Nhật hết này, chữ triện của Nhật này. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là kìm đỏ nhá, giá sẽ là 100.000. Đó, kìm đỏ, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá. Ép tỏi, con này thì hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người của Đức như này. Đó, con này thì giá sẽ là 100k cho con ép tỏi như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho tỏi, cho hành, rồi cho các cái loại củ đây, mình ép ra là xong. Nó rất tiện ích và dễ sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con ép tỏi như này thôi. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em thì ship code toàn quốc luôn. Đấy, ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán từ 200 trở lên bên em sẽ bao ship. Đầu tiên thì em lên cho bác cái đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một cái con đuôi rất là tiện ích này. Đấy, thôi đừng bỏ được cái này không quay này. Rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn thì ở đây nó sẽ là một cái đuôi như này, có cả công tắc đóng ngắt này, về xoáy cho em cái đuôi bóng đèn đuôi E27, tức là bóng phổ thông, bóng nào cũng vừa hết nhá. Đuôi E27 như này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đó. Con này có thể điều chỉnh ngắt nghéo này, cắm ở đây cho em. Lên cho em là đuôi lò xo nhá, giá sẽ là 35k nhá. 35k trong cái đuôi lò xo như này. Rất tiện ích luôn, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo dán giày nhá, keo dán giày. Giá sẽ là 20.000 cho một lọ keo dán giày như này nhá. 20.000 đúng không? 15.000 cho một lọ keo dán giày này nhá. Giá rất rẻ luôn các bạn, 15.000 cho một lọ keo dán giày như này. Đấy thì các bác có thể dùng để mình dán giày, dán dép, dán các cái sản phẩm đồ nhựa đồ nhiếc cũng ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng keo keo trong và nó là dòng keo, nó gọi là nó khô chậm, cho nên là khi mình dán giày dán dép rất là ok luôn. Đấy, giày dép bị bong chốc các bác dán cái này cho em. Đấy, giày dép thì thường nó cũng hay bị bong rất là nhiều thì các bác dán này cho em rất là ok luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp và dung tích của nó là 60ml nhá. Lên cho em là keo dán giày, giá sẽ là 15k cho một típ như này nhá. 15.000 cho một típ keo dán giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con súng như này. Các bác dùng để mình thư giãn massage rồi đa di năng luôn. Ở đây thì sẽ là kèm cho các bác là bốn cái đầu massage. Chất liệu của súng thì bên trong là quận dây đồng hết nhá, và có kèm các bác bốn cái đầu massage này. Các bác chỉ cần cắm vào cho em xong này. Khi bật thì mình giữ liền cho em nhá, giữ liền cho em. Đấy, sau đó thì mình tăng cấp độ đây. Nó sẽ có 6 cấp độ các tất cả nhá. 6 cấp độ tất cả các bác này. Đấy. Con này thì nó hết pin rồi. Đấy, con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, con này thì hàng vận chuyển về nó để lâu nó hết pin rồi nhá. Đây, một cáp sạc này, 4 đầu massage này. Đó. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. 170 cành cho một con súng massage như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Giá sẽ là 170.000. Đây. Nó hình khẩu súng như này. Đó, hình khẩu súng như này cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170k. 170k một con. Hàng này thì rung cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, nó rung rất là mạnh thì các bác dùng nó rất là đã.
đó, có kèm cát sạc các thứ đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy, về nhà mình chỉ việc sử dụng thôi. Con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em này. Đấy, đây các bác đẩy cho em lên dùng 6 cấp độ luôn. Đấy, này. Đấy, rất là mạnh luôn. Thì các bác có thể dùng để bát xa các cái bó cơ này, bắp tay bắp chân các bác này. Đấy, dùng rất là mạnh luôn nhá. Đấy, bác thấy không? Đấy, và dây của nó thì quận dây đồng, khi bật thì tắt, khi tắt bật thì giữ lì chưa. Còn con nào các bác nhận mà nó hết pin thì các bác sạc pin vào cho em, hàng thì em bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Các bác cứ sử dụng cho em trong vòng 10 ngày, lỗi em đổi mới cho bác. Đây, motor quấn bằng đồng hết này, động cơ không chổi than nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái găng tay làm vườn nhá. Nó có màu đen, màu xanh, màu ghi, nó có mấy màu như này. Các bác chuyên dùng để mình làm vườn, cuốc đất, nhặt cỏ, trồng rau rồi đa di năng luôn. Thì bên shop bán theo combo nhá. Các bác mua lẻ thì nó sẽ là 4 đôi là 5 đôi 40.000, còn mua một bịch này là 12 đôi là 70.000 thôi. 12 đôi là 70.000. Hàng thì cực kỳ là ôm luôn, chất liệu của nó là sợi của nó là sợi len và dệt của nó là nó dòng dệt 4D, dệt 4D, dệt 5D cho nên nó cực kỳ là thoáng khí này. Có cái vần cao su non này các bác cầm nắm khỏi trơn trượt này. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, có thể dùng để mình làm găng tay đi ngoài trời mùa đông này cho nó khỏi rét này, khỏi băng giá này, hoặc là dùng trực tiếp để mình làm vườn, cuốc đất, nhặt cỏ, làm thợ cơ khí, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Một bịch như này bao gồm là 12 đôi nhá. 12 đôi là 70.000. 70k trên 12 đôi luôn. 70k trên 12 đôi nhá, 12 đôi. Đấy, còn lại là mua 5 đôi thì sẽ là 40k nhá. 40.000 trên 5 đôi. Đó, 5 đôi là 40.000. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con cặp lồng điện nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, thì nó sẽ có 2 tầng và có 4 cái âu như này. Bình thường nếu bây giờ các bác mua cho em một cái âu inox này, một cái âu inox sáng đẹp như này đã phải mất đi là vào khoảng là 3-40.000 cho một cái âu inox đẹp như này. Đấy, đẹp như này là phải 3-40.000. Thế mà đây bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ như này, bao gồm là 2 tầng nhá, 2 tầng có 4 khay tất cả này. 4 khay 2 tầng, dây cắm điện các thứ đầy đủ, công tắc tắt bật, dùng để nấu cơm, hấp cơm thì nói chung là đa di năng được hết luôn, rất là đẹp các bạn. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, giá cực tốt luôn. Cái này nó có quai sách như này, các bác dùng để mình mang đi công tác, đi học, đi làm, đi các nơi đều được nhá. Rất là chắc chắn các bạn, cầm nó rất là chắc chắn luôn. Dung tích của nó là 2 lít và công suất là 200W nhá. Cắm cơm, nấu cơm các thứ đều ok hết này. Đây, đây là cái hình minh họa của nó này. Đấy. Cơm rồi ăn lẩu rồi nói chung là đun nấu canh kiếc đều được hết. Giá thì sẽ là 180.000. Lên xem là cặp lồng điện nhá, cặp lồng cắm điện trực tiếp luôn, cho nên bên em gọi nó là cặp lồng điện. Giá sẽ là 180k. Đó, bỏ cho anh mấy cái món này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác Phương, về cho bác cái nồi chiên ngập dầu nhá. Nồi chiên ngập dầu. Đấy, hàng tráng đá như này. Hàng tráng đá này các bác này. Đấy, ba cái món này, với lại cả cái hô chân luôn. Nồi chiên ngập dầu như này. Đấy. Một con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 trong cái nồi chiên ngập dầu như này. Con này rất là tiện các bác chiên nem này, chiên tôm này, nói chung là các cái dòng mà cần phải chiên ngập dầu, khoai tây với điếc chiên ngập dầu thì các bác đổ vào đây cho em. Đấy, đường kính của nó là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, tráng đá chống dính, đường kính 20 cm. Đấy, cái vỏ của nó đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, đường kính 20 cm nhá. Đấy, lên cho em là chảo ngập dầu, chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu, chảo chiên ngập dầu, ngập dầu giá sẽ là 100k thôi. 100.000 cho một em như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng, giá siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, bộ này bao gồm 5 cái. Đấy, có nắp hết nhá, cái nào cũng có nắp của cái đấy luôn. Đấy, cứ một khay một nắp nhá, một khay một nắp. Con to nhất thì đường kính vào khoảng là 18-20 cm. Đấy, còn con nhỏ nhất thì đường kính vào khoảng là 10 cm. Đấy, thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Về các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn vào đây rất là ok luôn nhá. Đấy. Thì khay nào nắp đấy, cứ khay nào nắp đấy, nó sẽ có cho các bác là 5 khay. 5 cái khay luôn. Đó, các bác đậy như này. Mình bỏ đồ ăn sống, đồ ăn chín bỏ vào tủ lạnh. Đấy, kích thước của nó thì từ 18-10 cm. 18, 16, 14, 12, 10, 5 cái nhá. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này. 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50.000.
50.000 cho 50 khay inox siêu mỏng như này. Tính ra chỉ có 10.000 chiếc thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái củ sạc điện thoại đa chức năng như này. Đấy, bao gồm là dây cắm và một cái củ như này. Nó sẽ có cho các bác là hai chân tai si và hai chân sạc nhanh của USB. Đấy, các bác dùng để mình có thể là sạc đa chức năng. Đấy, sạc cắm sạc cho các loại điện thoại. Dòng này thì công suất là 20W của iPhone 14 Pro Max này. Giá sẽ là 80.000 nhá. Bỏ sang cái mài ba khe. 80k. Lên cho em là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mài dao. Thì đầu tiên nó sẽ là một con mài đầu bếp này. Hàng này nó sẽ là hàng rẻ. Giá thì chỉ có 40.000 thôi nhưng mà mài cũng rất là ngon luôn. 1 2 3. Đấy, nó sẽ có 3 khe như này, các bác mài từ số 1 đến số 3 cho em. Các bác cứ kéo đi kéo lại như này cho em từ 5 đến 10 lần cho một bên, một lỗ. Đấy là sẽ có 3 cái khe này là các bác kéo đi kéo lại cho em là dao nó sẽ bén thôi. Giá thì sẽ là con mài đầu bếp thì con này lên cho em là mài đầu bếp nhá, mài đầu bếp. Mài đầu bếp, con này chuyên dùng cho đầu bếp mà. Mài đầu bếp giá sẽ là 40k một chiếc, 40.000. Còn bên shop sẽ có cho bác một con mài cao cấp hơn. Thì con này các bác lên cho em là mài ba khe. Đấy, mài ba khe. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Đó, con này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật và giá sẽ là 130.000. Lên cho em là mài ba khe đỏ nhá, mài ba khe đỏ. Giá sẽ là 130k nhá, 130k. 130.000 cho mấy em mài ba khe đỏ như này. 130.000. Katashiwa Made in Japan cũng có ba cái đường mài như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái con máy mài dao. Máy mài dao đây. Thì đây nó sẽ là một con máy mài dao để các bác chuyên để mình mài dao bằng máy, nó rất là tiện. Đấy, cắm điện này cho em, bật công tắc lên. Có cả máy mài nhá, cái viên đá này sẽ xoay và đưa dao vào khe này, còn kéo thì các bác đưa vào cái khe trên này cho em. Và đây là mài bằng viên đá. Con này thì giá sẽ là 80.000 thôi. 80.000 cho một con máy mài dao như này. Rất tiện luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm con máy mài dao này thì sẽ là 80k nhá. Con này dùng bằng máy nên là lên cho là máy mài dao. Cái chai xịt chống hôi chân 35.000 một chai. Đấy, thì nó sẽ là thuộc cái dạng 35.000 nhá. Đó, thì các bác xịt trực tiếp lên phần chân này, hoặc là giày tất các bác bị hôi thì các bác xịt trực tiếp lên tiên. Đấy, ví dụ như là bàn chân này. Đấy, các bác xịt trực tiếp lên cho em. Giày tất hôi các bác xịt trực tiếp lên cho em. Đấy, thì nó sẽ khử khuẩn này. Đấy, và đánh tan các cái mùi hôi chân rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp. Lên cho em là xịt hôi chân 35k. Xịt hôi chân giá sẽ là 35.000 các bạn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con lọc rác inox này. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đó, đây nó chính là con này này các bạn này. Đấy. Thì con này khi mà các bác dùng ấy nó sẽ không bị tắc. Đấy, nó không bị tắc thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k nhá. 15k cho một con lọc rác inox như này. Đấy. Khi mà các bác dùng con lọc rác truyền thống thì nó hay bị tắc và rác nó sẽ động cặn lại đây. Mọi người lọc rác bồn là bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đấy, đây nước nó chảy rất nhanh, không tắc, không bị động bẩn và lấy ra vệ sinh cũng rất là dễ. 15.000 cho cái lọc rác inox như này. Hello các bác, quay trở lại với shop phản ứng nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các ma. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh bị trúng đơn, nhận hàng kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái thước rút các bác nhá. Thước này thì bên em lên nó là thước móc khóa, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu trắng và màu vàng như này. Đấy, màu trắng bạc và màu vàng gold như này nhá, hai màu rất là đẹp luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Chiều dài của nó là 2m và chiều ngang của nó sẽ là 6mm, tức là nó vào hơn 5mm một tí các bác. Đấy. Và con này thì rất là đẹp, nó có thể quấn tròn như này. Thì các bác có thể mua về để mình sử dụng làm thợ, làm nghề, làm vặt. Khi mà mình cần phải đo nhanh, các bác đeo bằng móc khóa này luôn. Sau đó thì mình thẩm định, mình đo lấy kích cỡ nó rất là tiện nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Thước móc khóa, giá của nó sẽ là 50k một chiếc móc thước móc khóa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tô vít V10 nhá. V10
Con V10 này là bao nhiêu? Giá sẽ là 130.000 con V10 như này nhá. 2 này, 4 này, 6, 8, 10 đầu tô vít như này nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 10 đầu tô vít to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ, các bác chỉ cần sập vào là mình sử dụng thôi. Đó, sau đó thì mình xoáy này cho em này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều và có xoay 180 độ được luôn nhá. Xoay 180 độ, các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Và dùng thì ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là tới 10 đầu vít như này nhá. Rất tiện luôn. Đó. Thì các bác sử dụng nó rất là thích. Đấy. Giá sẽ là 130k. Lên cho em là V10 nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó, các bác lên cho em là V10 này. V10 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chốt cửa tự động nhá. Đây nó sẽ là dòng chốt cửa. Các bác cho dùng cho cửa nhà, cửa nhỏ này, cửa tủ này, cửa chuồng trâu, chuồng chó, chuồng mèo các thứ, các cái cửa nhỏ các bác chỉ cần lắp vào, sau đó thì mình đẩy vào nó sẽ sập nhá. Và khi các bác mở ra thì chỉ cần đẩy này nó sẽ ra luôn. Giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy, nó rất là đơn giản, về nhà các bác bắt vít vào cho em, sau đó thì mình sập vào thôi. Đấy, cửa chuồng trâu, chuồng bó, chuồng chó, chuồng gà. Đấy, đây các bác này. Cửa tủ, các cái cánh cửa tủ các thứ rất là tiện này. Đấy, chỉ cần sập vào là nó tự đẩy vào nhá. Khi mở ra thì mình kéo tay ra cho em. Còn khi đóng vào thì mình chỉ cần sập vào là nó tự nó sập lại. Đấy, nó có cái hệ thống lò xo rất là tiện. Giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn học chống cận nhá. Đây nó sẽ là một con đèn học chống cận siêu tiện ích luôn. Và dòng sử dụng bằng pin, công suất của nó sẽ là, con này công suất của nó là 10W này. 10W sử dụng từ 2W đến 10W và sử dụng là dây sạc nhá. Đấy, đây sẽ rất là tiện ích như này nhá. Đấy, các bác về chỉ cần bật này cho em là nó sẽ sáng này. Đây, rất sáng luôn nhá. 10W nhưng mà rất là sáng này. Đấy, nó có sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và con này thì các bác có thể xoay như này. Đấy, gập lên gập xuống nó rất là tiện ích luôn. Mình dùng để làm đèn đọc sách này hoặc là sử dụng đa chức năng luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một hộp bút ở đây. Đấy, có một cái hộp bút ở đây các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần đẩy xuống như này thôi. Lắp cho hộp bút này vào rất là tiện luôn. Lên theo là đèn học chống cận nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một em đèn học chống cận như này. Đấy. Lên cho em là đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100 cành các em. Đấy, 100k cho em đèn học chống cận như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đèn học chống cận này. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k một em, 100.000 em như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng viên thả bồn cầu như này. Ở đây thì một hộp này của nó thì sẽ bao gồm là một túi này là 10 viên. Thì các bác dùng các bác thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình thôi. Nó rất là tiện luôn. Đó. Mùi thì của nó khá là thơm luôn. Thì các bác thả vào cái bồn cầu thì nó sẽ ra cái nước màu xanh. Đấy, thì con này nó rất là nhiều công dụng nhá. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn. Giá sẽ là 15k trên một túi. Lên trên là túi thả bồn cầu. Giá sẽ là 15.000 cho một túi thả bồn cầu như này, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá, tăng đơ 9D. Con này thì giá siêu tốt luôn. Giá chỉ có 95.000 thôi. Hàng này thì nó rất xuất đi khá là nhiều nước luôn này. Anh, Pháp, Mỹ, Ả Rập rồi châu Âu các bác nhá. Đó. Và giá sẽ là 95.000 và dòng này nó sẽ là một cái dòng siêu đa di năng luôn. Siêu đa di năng luôn nhá. Đấy. Ở đây thì combo của nó sẽ có cho các bác là một thân máy như này này. Một thân máy này, đấy, một cái chổi vệ sinh này. Đấy, và một cáp sạc này. Đây. Đấy, và đây là cái đầu để cạo râu này. Đấy, cạo râu này các bác này. Đấy, cạo rất là khỏe luôn các bác này. Đấy. Râu đứt xèn xoẹt luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Râu đứt xèn xoẹt luôn các bác. Cạo thì rất là thích luôn, râu đứt xèn xoẹt luôn đây này. Đấy, em mở ra này. Râu đứt đầy trong này các bác này. Đó. Hệ thống lưỡi kép nhá, mỗi cái này là 1 2 6 lưỡi. Mỗi cái này là 6 lưỡi rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình cạo râu này rồi nó có rất là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đây, thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chức năng nhá, rất nhiều chức năng cho một cái con máy cạo râu như này luôn. Đấy, ở đây nó sẽ có đầu này thì nó sẽ là ba đầu cho các bác luôn. Tỉa lông mũi này rồi là cắt tóc này, chấn viêm này rồi massage thứ nhá. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Hello các bác nhá, em lên một số các cái mã đồ thuốc của bên em. Đấy, những cái mã này thì bên em bán rất là nhiều rồi và khách cũng dùng rất là nhiều, rất là ok. Để trân trọng gửi tới các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá.
Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Thuốc đau xương khớp này, con này thì sẽ là 40.000 cho một tiếp như này. Hàng này chuyên trị đau xương khớp nhá. Được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ này. Các bác dùng thì con này nó rất là đa di năng luôn, chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đó, và nó là thuộc cái dạng kem trắng nhá. Các bác bôi thì nó khá là nóng luôn và nó chuyên trị đau xương khớp rất là tốt. Còn đau xương khớp này thì nó rất là tiện ích, các bác sử dụng giá rất là ok cho bác luôn, 40k cho một cái tip trị đau xương khớp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc bôi trĩ nhá. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em. Đó, trĩ nội trĩ ngoại, rồi các bác bị co bối trĩ, rồi xa bối trĩ các thứ là dùng được hết nhá. Đó, chuyên trị các cái dòng về trĩ, hàng y học cổ truyền rất là tốt cho bác luôn, hàng của thương hiệu Ditami các bác này. Đấy. Con này thì sẽ là 30.000 cho một cái tip thuốc trĩ như này. 30.000 cho một tip thuốc trĩ như này nhá. Đấy, thuốc trĩ này thì bôi khá là hiệu quả luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị long ben hắc lào nhá. Bác nào chuyên bị long ben hắc lào nấm ngứa. Đấy, vẩy nến acid thì các bác bôi hết vào đây cho em. Con này sử dụng cũng rất là hiệu quả luôn, nó cũng là thuộc dạng tip kem bôi như này. Đây các bác này. Đấy. Hàng đều là hàng gia truyền cực kỳ là lâu đời luôn các bác nhá. Đấy, em bán thì có những bác là mua cả chục tip, 20 tip với cái thuốc long ben hắc lào này luôn. Đấy. Thì con này dùng cũng rất là hiệu quả luôn nhá. Đấy, lên cho em là thuốc trĩ quá nhá. Đấy, thuốc trĩ. Giá thì, xin lỗi các bác là hắc lào long biên nhá. Giá sẽ là 25.000. Đấy, chuyên trị hắc lào long biên, nấm ngứa, vẩy nến, các thứ acid các bác bôi khỏi hết cho em. Các cái bệnh ngoài da nhá. Đấy, giá này sẽ là 25.000 cho một cái thuốc hắc lào long biên như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ dầu nóng Hàn Quốc. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 100ml. Các bác chuyên dùng cho em. Con này thì các bác bị đau mỏi vai gáy này. Đấy, cổ tay, cổ chân và vai gáy đốt sống thì các bác dùng con này cho em. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Đó, hàng nội địa của Hàn Quốc. Con này thì dùng rất là tiện và an toàn. Bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi cổ, đốt sống lưng và vai gáy này. Đấy, khớp gối này, khớp vai này, khuỷu tay này, rồi đốt sống cổ này, đốt sống lưng này, dùng rất là tiện cho em. Hàng nội địa của Hàn Quốc nhá. Đấy, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, con này chuyên trị cho các bác rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40.000 cho một tip một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp rất là tốt luôn, hoặc là mùa đông như này thì các bác dùng để mình xoa lên bàn chân trước khi đi ngủ để nó làm nóng bàn chân cũng rất là tốt luôn nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái miếng dán ngải cứu nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. Đây, nó sẽ là dòng miếng dán và nó sẽ là dòng dũng miếng dán cao nóng như này. Thì các bác bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên các cái phần bắp tay, bắp chân, rồi cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ nhá. Các bác bị đau nhức cổ thì các bác dán lên cho em. Đây. Đấy, nó chuyên dán lên cổ các bác này. Đấy, chuyên trị để dán lên cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ các bác bị đau đốt sống lưng, đốt sống cổ, dán con này cho em rất hiệu quả luôn. Hàng nóng cực kỳ là nóng luôn, nóng siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, các bác dùng nó rất là nhạy và được chiết xuất từ ngải cứu và các loại thuốc của Nhật rất là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. Lên cho em là dán ngải cứu sẽ là 25.000 cho một tip như này, bao gồm là 12 miếng nhá, 12 miếng. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Các bác lên cho em là dán thải độc chân. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Thì nếu các bác dùng một lần hai chân thì sẽ là được 25 lần các bạn, 25 lần. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 50 miếng nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bịch miếng dán như này và một cái bịch thuốc như này. Đấy, 50 gói thuốc và 50 cái miếng dán, các bác về bóc ra cho em, sau đó thì mình dán lên trực tiếp lên các cái phần gan bàn chân. Đấy. Hoặc là nếu mà các bác bị đau bụng hoặc là bị lạnh bụng, các bác cũng có thể dán lên bụng được. Đấy, thì con này dùng nó rất là tiện, đặc biệt là trị cho các bác là thải độc chân rất là tốt luôn. Thì giá sẽ là 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân như này nhá. Lên cho em là dán thải độc chân, giá sẽ là 40k. Đây, em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố,
Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh nha mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy thì giá sẽ là 40k cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này, bao gồm là 50 miếng nhá. Giá chỉ bằng một bát phở thôi. Lên mã giúp cho em là dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân. Đấy. Các bác đọc đủ tên cho em, nó nhiều bác thì lại đọc là miếng dán ngải cứu cho lại nhầm sang cái này, nó rất là lòng ngoằng nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái chai xịt thì các bác lên cho em là xịt hôi giày nhá. Đấy các bác, xịt hôi chân này. Đấy. Thì chân các bác đi giày đi tất nhiều nó bị hôi thì các bác dùng cái chai này cho em, lắc đều lên này, sau đó thì mình xịt trực tiếp lên giày tất như này. Đấy thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này và khử mùi hôi, chống mùi hôi rất là tốt luôn. Đó thì các bác xịt trực tiếp lên giày tất cho em. Một chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 260ml. Các bác xịt trực tiếp lên phần giày cho em như này, dốc ngược lên mình xịt lên giày cho em. Đó. Lên cho em là xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân. Xịt hôi chân này. Xịt hôi chân giá của nó sẽ là 35k cho một bịch như này thôi. 35k cho một lon như này nhá. 35.000 cho một cái bình xịt hôi chân như này, rất là tiện. Đó thì giày tất này, các bác bị hôi các bác xịt trực tiếp lên bàn chân hoặc xịt lên tất hoặc là xịt lên trong vào trong giày nhá. Đây các bác nhá. Chỉ mấy đứa hôi chân mới sử dụng cái bình xịt này thôi chứ gì. Nói bảo ít học thì lấy tự ái. Sự thật thì càng những người sạch sẽ thơm tho thì họ lại càng hay sử dụng những sản phẩm như thế này. Trời thì nắng nóng, ai đi giày dép mà chẳng có mùi. Trai hay gái thì cũng thế. Muốn cho giày dép thơm tho thì cầm cái bình xịt khử mùi giày Nhật Bản này, dốc ngược chai rồi ấn. Với công nghệ AG cộng kết hợp với mùi quải hương sẽ loại bỏ mùi khó chịu trong đôi giày của bạn. Và đương nhiên là có thể xịt trực tiếp vào lòng bàn chân để ức chế khả năng gây mùi. Bạn sẽ cảm thấy khá là mát lạnh. Ngày 2 lần sáng tối thì khoảng 10-15 ngày mới hết. Anh em nào cần nhanh tay bấm cửa hàng. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Giá chỉ có 35k cho một cái chai xịt hôi chân các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ như này. Giá của nó sẽ là 160.000 cho một chiếc. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, này các bác này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đó, đây. Made in Japan các bác này. Nội địa của Nhật made in Japan luôn. Con này thì giá sẽ là 160.000. Cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Có lẫy khóa như này nhá và lò xo chữ V nhá. Các bác có thể tháo ra thay thế rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con kéo hộp đỏ này thôi. Lên xem là kéo hộp đỏ 160.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Thì đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Bên em có kèm sẵn viên pin cho bác rồi, về chỉ việc lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, lắp thì các bác lắp cho em là đúng 12 giờ trưa để nó lên 12 giờ là các bác khỏi phải lấy giờ luôn. Đấy, cứ lắp đúng 12 giờ trưa là nó sẽ lên 12 giờ như này nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ cả độ ẩm luôn và lắp cho em đúng 12 giờ trưa nhá. Độ ẩm hôm nay miền Bắc rất là cao, 99%. Đấy, nhiệt độ là 22,3 độ C và đang là 12 giờ. Đấy thì các bác cứ lắp đúng 12 giờ trưa cho em. Con này thì giá sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k. Đấy, lên cho em là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k các bác. Đó, 90k trong con đồng hồ nhiệt kế như này. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Tiếp theo nay bên shop còn hai cái đồng hồ kìm đa năng nữa nhá. Đấy. Đồng hồ kìm vạn năng. Con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 210.000 thôi. 210.000 cho một con đồng hồ kìm vạn năng như này và bao ship cho các bác luôn. Đây đầu dây này. Đấy, sẵn pin cho bác như này và có kìm để cho các bác dùng để mình đo điện rất là tiện ích luôn. Lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng nhá. Còn hai con nữa. Thanh lý nốt cho các bác 210.000 một chiếc. 210.000 cho một chiếc đồng hồ kìm vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kèm đánh răng thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Nhật và của Hàn nhá. Đấy thì các cái loại thuốc thì em cũng để kèm đánh răng vào cùng cái mục này luôn. Đó, kèm đánh răng của Hàn, hàng made in Korea. Đây, made in Korea các bác nhá. Đây. Made in Korea các bác này, Hàn Quốc 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40.000 cho một típ kem đánh răng của Hàn Quốc như này nhá. Lên theo là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000. Tiếp theo là kem đánh răng Nhật chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, hàng made in Japan 170g. Giá thì sẽ là một típ như này, giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng của Nhật như này. Đây, made in Japan nhá. Đó, 170g.
chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, dùng rất là tốt luôn. Thì có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì sẽ là 60k cho một típ kem đánh răng Nhật thế này, 60k chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng 60.000. Còn kem đánh răng của Hàn Quốc thì sẽ là 40k nhá, 40k. Được, ok. Hello các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Dưới 200 cộng thêm 130.000 ship nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đấy thì mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái ủng đi mưa. Bắt đầu vào mùa mưa. Mùa mưa, mùa nồm ẩm các bác nhá. Đấy, thời tiết rất là bẩn thỉu. Mưa ướt át thì các bác sử dụng cái con ủng đi mưa này cho em. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Đây, ví dụ như là em đi đôi giày đây, em có thể xỏ trực tiếp vào được luôn để bảo vệ cho cái đôi giày nó khỏi bẩn quá này. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy chun như này. Lẫy chun này các bác tháo lẫy chun này ra cho em. Mở cái khóa này ra. Đó, và đây thì nó sẽ có một cái ngăn để giữ này. Ngăn này để nó giữ cho các bác là khỏi bị nước này. Đấy, và các bác chỉ cần xỏ vào này cho em xong này. Đấy. Đây nhá. Đấy thì em sẽ xỏ vào thực tế này cho các bác xem luôn. Đấy, xỏ vào sau đó thì các bác đi thôi. Đó, đây em đang xỏ nó ngược chân cho nên là nó hơi bị căng một tí các bác nhá. Đó, sau đó các bác thắt vào cho em, kéo khóa lên là xong. Đấy thì mình đi rời nó bị ẩm ướt hoặc là mưa hoặc là các cái chỗ đường lầy lội là nó rất là sạch sẽ các bạn. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một cái bộ ủng đi mưa như này nhá. Đấy, 100.000 cho cái bộ ủng đi mưa như này. Đây, em sẽ có một cái video thực tế cho các bác xem luôn cho nó trực quan sinh động. Các bác này, đấy, nó sẽ là một cái đội ủng như này, các bác xỏ vào cài khuy vào cho em. Đấy, dùng nước rồi đi mưa đi mét thoải mái luôn. Rất là tiện và sạch sẽ nhá. Đấy, bác theo. Đó. Đi dời mưa thì rất là ok luôn, đặc biệt là bác nào hay tham gia giao thông bằng xe máy này, hoặc là đường quê lầy lội, hoặc là khu vực đường nhà mình nhiều chỗ lầy lội thì các bác có thể đi vào để bảo vệ cho cái đôi giày đôi tất của mình. Đó, rất sạch sẽ luôn, về nhà các bác chỉ cần cởi ra cho em là xong. Đó, rất tiện nhá. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên cho em là ủng đi mưa giá sẽ là 100.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Giá thì chỉ có 15k cho cái hũ gia vị như này thôi. Rất sành điệu cho các bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hũ và một cái thìa như này. Cái thìa này thì nó sẽ kèm sẵn ở đây luôn. Đó, các bác đút vào cái nắp này cho em, sau đó thì đậy nắp lại này. Đó. Thì các bác chuyên để đựng mình đựng gia vị, đựng thực phẩm, đựng muối, mắm, mì chính đều ok hết nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái hũ gia vị như này. Lên mã giúp cho em đó là hũ gia vị nhá. Đó. Hũ gia vị này, giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một cái hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác các sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu này. Đấy, hộp này thì nó sẽ là hộp 5 mũi khoan tháp, hộp nhôm nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu. Thì đây nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5. 5 cây mũi khoan tháp như này kèm một cây lấy dấu này nhá. Các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Thì các bác chỉ cần là cây lấy dấu này thì chỉ cần là nhấn này thôi. Đấy, sẽ có dấu đây các bác này. Đấy, dấu đây nhá. Rất là tiện luôn. Đấy, và sẽ có cho các bác là 5 mũi khoan tháp thép gió phủ titan nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Mũi to nhất của nó thì đường kính của nó sẽ là vào khoảng là 3/2. Còn mũi nhỏ nhất thì khoảng là từ đây, đấy, nó sẽ là từ 4 đến 8, 4/12, 4/24 các bác nhá. Rất là nhiều luôn. Con này thì các bác lên cho em hộp 5 mũi khoan hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp là mũi khoan đỏ nhá. Đấy, mũi khoan đỏ. Đây, hộp nó màu đỏ này cho nên là lên cho em hộp mũi khoan đỏ. Giá của nó sẽ là 110.000. Hộp này của nó thì sẽ là bao gồm cho các bác là 3 cây lấy dấu và 3 cây vừa là khoan vừa tazogen luôn. Đấy, vừa khoan vừa tazogen luôn. Thì hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 mũi. 1, 2, 3. Đấy, 6 mũi tất cả 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Đấy, mũi khoan tháp của nó thì là 6/20 này. Đấy, 4/20, 4/32 và cái này là 4/12 nhá. Đấy, đầu nhỏ nhất của nó là 4. Đấy thì nó sẽ là một cái hộp mũi khoan tháp như này. Thì lên cho em là hộp hộp mũi khoan đỏ nhá, hộp mũi khoan đỏ, giá sẽ là 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân treo nhá. Đấy thì con này nó sẽ có sẵn pin này rồi. Thì cái pin này mà nó hết pin thì các bác ra ngoài hiệu sách mua cho em nhá. Ở ngoài hiệu sách thì
cũng bán rất là sẵn thôi. Đó. Và đây thì nó có cái đầu âm dương đấy các bác, cứ lắp đúng cho em đúng đầu âm dương là được. Sau đó thì các bác đấn cái này vào cho em là xong. Đó, đây. Lắp vào cho em. Đó là nó sẽ lên luôn. Thì các bác dùng để mình cân các cái đồ vật các thứ rất là ok. Đấy. Thì con này cân mắc tối đa của nó là lên tới được 50 cân. Còn nói chung là các bác cứ dùng 10, 20 cân, 30 cân là thoải mái các bác. 2, 30 cân thoải mái cho em. Đó. Thì con này nó sẽ là tính bằng kg nhé. Tính bằng kg. Thì đây, các bác có thể dùng để mình quặc vào mình cân cân cái nọ kia. Đấy, ví dụ đây em quặc vào em cân cái nồi các bác này. Đấy. Đây. Đấy, quặc vào cân cái nồi này cho các bác xem. Đó, thì các bác muốn cân cái gì thì cân. Đấy, các bác đi câu, đi kẹo, cân tôm, cân cá đều ok hết. Đây, đấy, cái nồi này của nó sẽ là 0,45 kg nhá. Đấy, tức là 4 lạng rưỡi cho cái nồi như này. Đó. Và nó sẽ có nhớ trong vòng là mấy giây nó mới tắt nhá. Đấy, 0,45 kg. Đó. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là cả cập nhật nhiệt độ luôn. Đấy, 17 độ C này. Miền Bắc đang rất là lạnh này, 17 độ C các bác nhá. Đó. Đây. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cân này bao nhiêu nhỉ? 70.000 cho một con cân treo như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cân treo, giá sẽ là 70k một chiếc. Đấy, có sẵn pin biết rồi, về nhà các bác chỉ được sử dụng thôi. Đấy, về nhà nếu mà hết pin thì các bác ra ngoài hiệu sách mua giúp cho em. Đó. Lên cho em là cân treo nhá. Đó, cân treo. Giá sẽ là 70k cho bọn em cân treo như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là bộ màu cầu vồng. Đấy, bộ này thì bao gồm là 150 chi tiết. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok thôi. Đó. Rất là ok cho các bác luôn. Đây. Bộ này sẽ bao gồm là 150 chi tiết nhá. Bao gồm màu bột này, màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì, đầy đủ các loại màu cho các bác sử dụng luôn. Đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì đầy đủ cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho em là bộ màu cầu vồng nhá. Giá của nó sẽ là 100 tròn à. Giá của nó sẽ là 100.000 tròn các nhá. 100.000 tròn cho một cái bộ màu như này thôi. Đó, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình này. Đấy, hoặc là mua làm quà sinh nhật cho các thứ các em rất là ok. Đầy đủ các cái chi tiết như này. Đấy, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100k cho cái bộ màu cầu vồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chổi lau bàn bếp nhá. Con này thì giá chỉ có 40 cành thôi. Đấy, và nó sẽ là dòng chổi lau và nó sẽ là tự vắt luôn. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái miếng mút lau như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là đẩy cái này lên này. Đấy, sau đó thì mình sập cái lẫy này vào cho em. Lắp cái lẫy này vào đây. Đấy, lắp cái lẫy này vào. Đây nó sẽ có cái lẫy đây. Các bác chỉ cần sập nó xuống, đẩy cái lẫy này vào là xong. Là mình sử dụng được thôi. Các bác có thể dùng để mình lau bàn, lau bếp, lau kính, lau giếc rất là ok các bác này. Đấy, đây. Lau nhá. Đây. Ví dụ đây là cái bàn bếp này. Đấy, cửa kính này. Các bác dùng lau này cho em. Sau đó thì mình lại giặt đi, vắt đi. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40.000 cái chổi lau bàn bếp như này thôi. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Đấy, chổi lau bàn bếp này. Lau bàn bếp. Giá sẽ là chổi lau bàn bếp, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho em cái bộ chổi lau bàn bếp như này. Đó, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cọ vịt nhá. Đấy, cọ vịt. Con này thì các bác dùng để mình kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rồi nói chung là đa di năng luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho cái chổi cọ vịt như này các bác nhá. Đấy, lên mã giúp em là cọ vịt. Giá sẽ là 60k. Thì đây nó sẽ là một con chổi như này. Có cả miếng dán cho bác luôn, các bác về chỉ việc dán lên tường cho em là xong, nó rất là tiện nhá. Có miếng dán lên tường. Đây là cái đoạn của nó này, về nhà các bác lắp vào này cho em này, lắp vào. Sau đó thì các bác dán lên tường, sau đó thì mình chỉ cần đặt vào này là cho em là xong. Đó. Đặt vào này cho em là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái chổi cọ vịt như này. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Các bác lên cho em là cọ vịt nhá. Đấy, cọ vịt giá sẽ là 60k. Đó, cọ vịt này. Giá của nó sẽ là 60k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác dùng để mình đánh kỳ cọ rất là tiện này. Đấy các bác thấy không? Nó rất là hợp lý luôn. Đưa vào hết được các cái khe kẽ này. Đấy. Dùng xong thì mình chỉ cần là đặt lên cái khay của nó là xong. Nó rất là tiện luôn. Đấy, các bác cứ nhận nha, mình kỳ cọ đi. Đó. Đặt lên nó rất là tiện ích nhá. Silicon mềm nhá. Đưa vào hết các ngõ ngách được luôn. Đấy, đánh nó rất là tiện các bạn.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái chổi cọ vịt như này. Đấy chưa? Lấy như đồng hồ. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái đồng hồ đeo tay nhá. Đấy, con đồng hồ đeo tay như này. Con này thì khá nhiều chức năng luôn. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ đeo tay nhá, có kèm đốc sạc cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu hồng và màu lô này về thì toàn màu hồng các bác nhá. Màu hồng rất là đẹp như này. Mặt của nó sẽ là thân của nó là thân nhôm nhá. Và mặt của nó như này các bác này. Đấy, mặt cảm ứng này. Về nhà các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên này. Đấy. Con này thì nó sẽ có chức năng là đo nhịp tim, đo huyết áp cho các bác luôn. Đấy. Hàng này thì từ nước ngoài về cho nên là đa số là 100% là hết pin. Thì về nhà các bác lắp pin, các bác sạc vào cho em. Đó, đây, lắp vào như này. Sau đó thì các bác bật nguồn lên nhá. Đấy, con này thì nó hết pin mất rồi. Đấy, hàng thì đa số là hết pin thì về nhà các bác cứ sạc pin vào cho em. Đấy, con này thì bên em sẽ bảo hành cho các bác là lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Các bác cứ yên tâm sử dụng. Đấy, con nào nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đây là cái đốc sạc này. Đốc sạc của nó về nhà các bác cắm vào kia con củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 trăm mấy nhỉ? Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Đấy, đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết nhá. Đó, và hiển thị màu giờ các thứ rất là đẹp luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái bình tông nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Các bác có thể mua để mình sử dụng này, sử dụng như là mình đựng nước này hoặc đựng rượu này. Đấy, nắp của nó là nó theo là thuộc dạng cái dạng là nắp liền như này. Nắp liền như này thì khi các bác sử dụng rất là yên tâm, có gioăng giếc đàng hoàng và nắp của nó là nắp liền thì các bác không sợ bị mất nắp. Đấy. Dung tích của con này là 2 lít luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc này, đựng rượu, đựng bia này. Đó, rất là ok. Và nó sẽ có cho các bác là một cái túi da như này. Đấy, một cái túi da rất là xịn sò như này. Thì các bác mang đi du lịch này, đi học đi làm rất là tiện. Và nó có quai đeo luôn, có cái quai đeo này có nhá. Túi da có quai đeo như này, rất xịn sò luôn đấy các bác này. Đấy, có quai đeo rất xịn sò luôn. Con này thì giá chỉ có 130 cành thôi. Hàng đẹp, hàng chất lượng. Hàng này thì của CCCP của Nga nhá. Đấy, bình tông của Nga các bác này. Lên cho em là bình tông nhá. Đó, bình tông giá sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là bình tông này. Bình tông của Nga nhá, bình tông Nga. Giá sẽ là 130k. Đó, 130.000 cho con bình tông Nga như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hút dung dịch hút rượu bia nhá. Đấy, các bác chỉ cần cắm vào là mình hút thôi, có đầu đai đĩa đàng hoàng. Bóp như này. Các bác không phải hút bằng mồm, nó mất vệ sinh và không an toàn. Đấy, ống của nó đây. Con này thì giá chỉ có 30k thôi. Lên cho em là hút dung dịch nhá. Giá sẽ là 30k cho một cái bộ hút dung dịch như này. Đó. 30.000 cho một cái bộ hút dung dịch như này. Rất vừa vặn, xinh xắn để cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây nhá, nó sẽ là sử dụng như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là cắm vào, mình bóp phát là nó sẽ ra thôi. Nó rất là tiện luôn. Thì các bác không phải dùng, ví dụ như dùng các cái vòi truyền thống thì nó cảm giác nó không có an toàn. Đấy, các bác hút xăng, dầu, rượu, bia, nước, ngọt, rồi nói chung là tất cả các thứ đều được. Đó, nó rất là tiện. Đây, bơm xăng này, rất là ngon luôn. Bơm các cái dòng khác đều ok hết nhá. 30.000 thôi, rồi ok. Vâng, lại là em Phạm Huấn đây. Tiếp tục quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác tò tí tia. Đó. Em lên cho các bác các cái mã móng tay của bên em thì bên em hiện tại bây giờ đang phân phối nó sẽ có 3 mẫu móng tay. Đầu tiên nó sẽ là móng Đức. Bộ này thì combo của nó sẽ là 3 chiếc. Đấy, 3 mẫu móng Đức combo của nó sẽ là 3 chiếc nhá. Đấy. Một hộp 3 chiếc, hàng đựng trong một cái hộp nhôm. Rất chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đấy. Đấy. Hộp 3 chiếc. Rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Combo một hộp 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho 3 cái cắt móng tay như này. Hàng siêu đỉnh, siêu đẹp. Hàng của thương hiệu Winling, hai hình người của Đức. Đây, Winling hai hình người của Đức này. 100.000 cho 3 chiếc như này. Bây giờ nếu các bác mua một cái dùng một cái cắt móng tay đẻo thôi, nó cũng đã phải mất đi vài chục nghìn rồi, vài chục nghìn rồi. Đấy. Thế mà đây hàng đẹp, hàng chất lượng cũng chỉ có 30.000 thôi. Dùng để cắt thì cực kỳ là ngon luôn nhá, tanh tách luôn. Đó, để các bác xem. Đấy, cắt rất là ngon.
và nó có cái phần này để các bác đựng cái phần móng tay thừa vào đây. Đó, đây cái này là cái dây bóng này, các bác bóc ra này. Đấy, có cả cái phần để các bác mài luôn. Đấy, các bác cắt xong thì các bác mài đây cho em này. Đây cái này nó có cái dây bóng này, về nhà các bác lột ra cho em nhá. Đó. Và có cho các bác là hai cái cắt, một cái to, một cái nhỏ và một cái bấm khóe này. Đấy. Cái này để các bác đưa vào các cái khóe tay, khóe chân như này để mình cắt cho nó triệt để và nó vệ sinh nó dễ các bác. Đây. Đấy, cắt đi nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, bác nào mà đi cấy mà bị bùn nó đâm vào móng chân ấy, đấy, về nhà nó đau nhức, các bác dùng cái khóe này cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái bộ bấm móng đức như này nha. Đấy. Các bác lên cho em là bộ móng đức nha. Bộ móng đức giá sẽ là 100k. Đó. 100k cho con móng đức như này nha. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là móng đức, giá sẽ là 100.000. Đó. Móng đức này. Đấy. Móng đức 100k này. Đó, 100k cho bộ 3 chiếc như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái bộ này thì nó sẽ là bộ ví hồng nha. Cái bộ này là bộ huyền thoại rồi. 60.000 thôi. Bên em bán thì rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ví màu hồng như này. Đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái ví màu hồng nhá. Bên em gọi nó là ví hồng. 60.000. Con này thì nó cũng có ba cái bấm móng như cái bấm móng đức kia. Đấy, ba cái bấm móng đức nha. Đấy, tức là có ba cái bấm móng như này. Một cái to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe này. Một cái kìm cắt da chết này, một cái kéo này, tỉa lông mũi này, một cái nhíp này và cái bộ để các bác nặn mụn rồi vệ sinh. Đấy, vệ sinh lấy dái tai các kiểu con này điều luôn, vệ sinh móng tay, mài rũa. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng này, ví hồng. Đấy. Giá sẽ là 60k cho một em ví hồng như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng này. Ví hồng 60k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví xanh này. Ví xanh, con này thì to hơn, đẹp hơn, nhiều chi tiết hơn. Cũng là con này có 100 à? Ví xanh cũng 100k luôn nhá. Lên cho em là ví xanh cũng 100.000 luôn các bạn. Đấy, thì các bác có thể lấy cái bộ ba móng đức hoặc là cái bộ ví xanh này cũng được, tùy theo. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Để combo cho các bác ba mẫu luôn để các bác tha hồ thoải mái mà lựa chọn các bác nhá. Đấy, đây. Thì nó sẽ là ba món như này, ba món như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Ví xanh nhá. Đấy, ví xanh. Ở đây thì em về theo lô, có lô thì màu xanh, có lô thì màu đen. Đấy, nhưng mà nó chất liệu thứ thì như nhau thôi. Con này thì có tới cho các bác là 4 cái bấm móng luôn. 1, 2, 3, 4 cái bấm móng này. Một cái kìm này. Đấy, rồi các cái đồ nặn mụn tẩy da chết này. Có cả nạo gót chân này. Đấy, đây là cái lưỡi nạo này. Còn đây là cái đầu mài này. Đấy, các bác có thể thay tháo ra để mình mài, nạo. Cũng khá là đẹp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang ưu ái gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đó, 100.000. Đấy, móng đức cũng là 100.000, ví xanh cũng là 100.000. Còn lại là ví hồng là 60.000. Các bác có nhu cầu mua cái nào thì tùy nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi tưới cây bằng đồng nhá. Bên em gọi nó là vòi tưới cây bằng đồng. Đấy, tại vì là cái đầu ra nước của nó là bằng đồng. Đấy. Cái đầu vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, vòi đồng tăng áp thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi như này. Các bác có thể điều chỉnh tia nước này. Đấy, điều chỉnh tia nước to nhỏ ở đây. Đó, và các cái đầu để các bác kết nối với các loại dây. Đấy, các loại dây, các loại vòi đều kết nối được hết nhá. Đấy. Các bác cứ kết nối vào đây chị em, rất chắc chắn luôn. Để các bác dùng để mình xịt rửa xe này, tưới cây này. Đấy. Con này thì vừa là kết nối nhanh này, tiện dụng này. Và giúp cho các bác dùng thì khi dùng thì nó giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Có 4 cái cốt, 3 cái cốt nối như này. Đó, 3 cốt nối như này. Lên mã giúp cho em đó là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k cho một cái vòi đồng tăng áp như này. Đấy, lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng này tăng áp giá sẽ là 50k nhá. 50k một chiếc đây. Các cái đầu cút nối thì về nhà các bác nối như này cho em này. Đấy, các cái đầu vòi nối nó đều nối được vừa hết nhá. Đều nối được hết. Đấy, rất là dễ sử dụng thôi. Đó. Rất đơn giản. Đây em sẽ có video cho bác xem. Vòi tăng đây, áp lõi đồng cao cấp có 3 chế độ tặng kèm. Cái này vòi tăng áp lõi đồng cao cấp có 3 chế độ tặng kèm van siết.
Lực nước được tăng gấp 300 lần so với thông thường. Anh chị có thể rửa sân, rửa xe máy, tưới rau, rửa xe ô tô. Bên em đang siêu 40% nhanh tay đặt anh chị nhé. Đấy, con này của họ bán thì nó chỉ có cho các bác là một cái đầu siết thôi, nhưng bên em có cả đầu nối luôn, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái phao nước nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dạng phao nước như này, thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước này cho em, còn cái này là đầu xả ra. Đấy, được kết nối vào đây, và khi nước nó nâng lên là nước ngập 1 cm là đầu vòi nước sẽ tự ngắt, rất là tiện. Thì các bác có thể lắp vào các cái vị trí như là ví dụ như là van xả này, xả ra xô để các bác rửa này, test nước này, hoặc đa di năng luôn, tất cả các vị trí đều ok hết nhá. Đấy, thì các bác lên cho em đó là phao nước nhá. Đấy, lên cho em là phao nước, giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá, 70k cho một cái phao nước như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, thôi là sẽ tự động ngắt nhá. Và bây giờ thì em sẽ làm thao tác là múc nước ra cho cả nhà xem. Thì nước lại tiếp tục dâng lên nhá. Và cũng đang gọi là chạm vào van thông cơ 1 cm là sẽ tự động ngắt. Thì vì cái chế độ cấp nước và ngắt nước tự động này rất là tiện lợi đúng không ạ? Rồi mọi người nhìn nè, thì hiện tại là nước đang dâng lên nha. Và chạm vào van thông cơ 1 cm nữa thôi là sẽ tự động ngắt nhá. Và bây giờ thì em sẽ làm thao tác là múc nước ra cho cả nhà xem. Thì nước lại tiếp tục dâng lên nhá. Và cũng đang gọi là chạm vào van thông cơ 1 cm là sẽ tự động ngắt. Thì về cái chế độ cấp nước và ngắt nước tự động này. Đấy, rất là tiện các bác nhá. Đấy, rất tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con thước laser các bác nhá. Đấy, thước laser. Thì con này bên shop cũng bán rất là nhiều rồi, và con này cũng siêu tiện dụng luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái thước như này. Đấy. Một cái thước như này các bác này. Đấy, một cái thước như này thì rất là tiện các bác này. Đấy. Con này là nó dòng đa di năng luôn. Đây là cái phần cản pin các bác. Giật cái cản pin ra cho em, bật công tắc lên. Đó, bật công tắc lên thì cái phần laser nó sẽ hoạt động nhá. Đấy, đây. Đây, laser này các bác. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là hai tia nhá. Tia đứng, tia nằm và tia dấu cộng nhá. Dấu cộng là tia lấy góc vuông đấy. Đấy thì các bác gạt ở đây cho em để mình sử dụng này, rất là tiện luôn. Đó, đây. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con, 90.000 cho một con thước laser như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Ngoài tia laser đây, đấy, tia laser này các bác này, rất là rõ luôn nhá, rất rõ luôn. Đó. Thì sẽ còn có cho các bác là đây. Đây tia này là tia này là tia nằm này. Đấy. Tia này là tia đứng này. Và giữa này thì sẽ là hai tia này. Đấy, các bác thấy không? Đây rất rõ luôn nhá, rất rõ luôn, các bác thấy không? Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái mực nước nữa này. Đứng, nằm và nghiêng. Đấy, một cái thước đo 15 cm và một cái thước rút 2 m. 2 m, 2 m rưỡi gì đấy. Đây. Đấy, một thước rút 2 m, 2 m rưỡi nữa. Bóp nó sẽ vào. Đấy, rất tiện dụng luôn. Giá thì một cái con thước laser như này bên shop đang gửi tới anh em các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Giá rất yêu thương cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90k. Lên mã giúp cho em đó là thước laser. Thước laser nhá. Thước laser 90k một em. 90.000 cho một em thước laser như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chống giật bình nóng lạnh. Giá thì chỉ có 40 cành một chiếc này thôi. 40k cho một em như này. Chuyên dùng để chống giật bình nóng lạnh, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Về nhà các bác chỉ cần kết nối với cái dây dẫn nước bình nóng lạnh cho em là xong. Chống giật bình nóng lạnh 40k một chiếc. Các bác mua thì phải mua cả đôi nhá. Đấy, dùng cho em cả dây nóng cả dây lạnh luôn. 40.000 một chiếc. Đây em sẽ có cái video luôn. Lắp đặt ở đầu ra nước. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh. Lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn do dì điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào từng chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị do dì điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn do dì điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào từng chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị do dì điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Đấy, rất ngon, mà giá chỉ có 40.000 thôi các bác nhá. Đó,
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi cam xanh. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đây nó sẽ là một cái đầu vòi nước rất là tiện ích các bạn. Đấy, nó sẽ là một cái mẫu vòi nước siêu tiện ích luôn. Đây các bạn này. Đấy. Đây. Qua theo đây nha. Đó. Chia ra cho các bác hai đường nước luôn. Hai đường nước vào đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu gen xoáy như này. Đầu gen xoáy này để các bác có thể kết nối với các cái đầu nguồn nước khác cũng ok. Lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này. Lên cho em là vòi cam xanh, giá sẽ là 50k. Vòi cam xanh, giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một chiếc vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy mài gót chân nhá. Máy mài gót chân. Đây nó sẽ là một cái máy như này. Đấy, có kèm cho các bác là một dây cáp sạc và thêm cho các bác một viên đá nữa. Đây. Các cái phần chân tay các bác dùng mà nó lâu ngày nó bị da khô nứt nẻ này. Đấy. Thì các bác dùng cái máy này các bác mài đi chưa. Đấy. Đây, các bạn rất là tiện luôn nhá. Đó. Con này nó yếu pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy. Bên shop đang gửi tới các bác một cái máy mài gót chân như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhé, 100.000 cái máy mài gót chân như này. Lên cho em là máy mài gót chân. Mài gót chân này. Máy mài này. Máy mài gót chân nhá. Gót chân giá sẽ là 100k. Bên shop có bán cả cao ngựa luôn. Cao ngựa thì sẽ là 30.000 cho một lọ. Cầm anh lọ cao ngựa đây nào. Cao ngựa thì sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái típ cao ngựa. Đây. Đây. Đấy, cao ngựa đây các bạn này. Đấy, đây cao ngựa đây. Sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Đây. Đấy, về nhà các bác bôi vào cho em thì nó giúp cho các bác là vừa là làm mềm. Đấy, và tái tạo các cái phần da bị lâu ngày nó bị khô. Đấy, bị khô. Khô nứt nẻ. Giá sẽ là 30k cho một lọ cao ngựa nhá. 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai sơn inox nhá. Sơn inox. Đấy. Nó gọi là sơn inox tại vì là đây của nó sẽ là thành phần của nó là inox. Đấy. Khi các bác dùng thì nó rất là tiện. Đấy. Thì con này các bác chuyên dùng để mình phủ các cái loại sắt bị han gì đi, hoặc là sắt bình thường các bác cũng dùng phủ được hết đây. Đấy. Nó sẽ là một cái lớp inox như này. Đó. Và dòng này của nó sẽ là inox 318 nhá. Inox 318. Đây. Thì khi các bác sơn phủ lên nó sẽ như này, rất là tốt luôn. Chống rỉ, chống ăn mòn và chống rỉ sét rất là tốt. Màu của nó là màu inox. Màu inox nhũ bạc này, rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho một chai cho một cái lọ sơn inox như này. Lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k trong bình sơn inox như này. Tiếp theo thì nay bên shop rồi cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy thái rau. Máy thái rau bằng tay. Đấy, con này thì nó sử dụng bằng tay thôi. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Đây là cái cặp lưỡi của nó này. Lưỡi thì sẽ là có là lưỡi sợi tròn, sợi dẹt và thái lát nhá. Thái lát đó, rất là ngon. Về nhà các bác chỉ lắp ráp vào là sử dụng thôi. Giá thì sẽ là 100.000. Cái này 100 à? 100.000 cho một con máy thái rau như này. Giá rất hợp lý các bạn. Đây 100.000. Đây mã giúp cho em đó là máy thái rau nhá. Máy thái rau. Giá sẽ là 100k. 100k cho mấy em máy thái rau như này. Đây em cũng có cái video cho các bác xem thực tế luôn. Đây các bạn này. Bạn có thể dùng để bào sợi rau củ quả, nghiền tỏi ớt. Nó là cứu cánh của tôi trong công việc nhà bếp. Nhanh, sạch sẽ và không lo bị đứt tay. Điều quan trọng là hình dạng được cắt ra tốt hơn và nhanh hơn so với hình dạng được tạo ra bằng dao. Và nó cũng rất dễ dàng để làm sạch. Máy cắt rau củ này không chỉ dùng để chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Đó, rất là ngon luôn, giá thì chỉ có 100.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mẫu sản phẩm của thương hiệu iPhone. Đầu tiên nó sẽ là sạc nhanh nhá. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Dòng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, một củ sạc và một dây.
một củ sạc và một dây. Đấy. Đấy, iPhone của Táo các bác này. Đây. Dòng thương hiệu iPhone 14 Pro Max. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này. Đây. iPhone 14 Pro Max này. Đó. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là củ sạc đa năng. Đây. Cũng dòng của iPhone 14 Pro Max. Đây. Đó, củ sạc đa năng nhá. Con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Đấy, con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện và nó sẽ có hai chân Type-C và hai chân USB, đều là dòng sạc nhanh hết nhá. Đó, iPhone 14 Pro Max. Đó. Giá sẽ là 80.000 cho cái củ sạc đa năng như này. Đấy, các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Giá sẽ là 80.000. Thì các bác lên đúng tên đúng mã cho em nha, tại vì khi quay thì em đã quay hai cái cùng nhau rồi. Thì các bác chỉ cần lên đúng tên là được. Cái này nó sẽ là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng nhá. Giá sẽ là 80.000. 80.000 cho con củ sạc đa năng như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên em về cho các bác sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa. Thì đây nó sẽ là một cái dòng như này, bao gồm cho các bác là một đầu như này để các bác lắp vào đầu máy khoan máy mài, máy khoan máy khoan pin, khoan điện và ba cái lưỡi cưa như này. Đó. Rất tiện ích luôn, combo cho các bác đầy đủ. Về nhà các bác chỉ cần lắp và sử dụng thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là lên mã giúp cho em là đầu chuyển cưa. Giá sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là đầu chuyển cưa này. Rất rẻ các bác, chỉ có 80.000 trong cái đầu chuyển cưa như này thôi. 80.000 trong cái đầu chuyển cưa như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Thảo biết thôi ạ, như thế quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cưa lọng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa, tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi thích hợp. Công việc cắt xẻ gỗ cực sướng luôn ạ, tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nha. Đó, rất là ngon, con này các bác dùng chuyên để cắt gỗ cho em, rất tuyệt vời luôn nha. Đó, 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con sản phẩm đó là cái con massage chân nhá. Lên cho em là thảm massage chân. Đấy, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tấm thảm như này, một máy sung điện này và một dây sạc. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 60.000 thôi nhá. 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thảm massage chân, giá sẽ là 60.000. Con này thì nó dùng là bằng massage sung điện. Đấy, massage sung điện dùng cực kỳ là thích luôn. Đó, và các bác về mình sử dụng thì rất là ngon. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là thảm massage chân nhá. Thảm massage chân này. Thảm massage chân. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho mấy em thả mát sân xa chân như này. Đây em sẽ có video luôn. Công nghệ Nhật đang là sản phẩm chăm sóc sức khỏe được nhiều người ưa chuộng. Với cả chức năng rung, xoa bóp từ nhà để mang sao sự thoải mái cho người dùng. Ưu điểm của thảm là mát xa trị liệu cho ngón chân, bàn chân, kết quả mát xa toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi đau nhức, giảm đau khớp, làm tăng mọi thương, điều trị những bất ngủ, giảm nguy cơ đột quỵ, tăng lưu lượng máu. Đó, rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi, rồi ok. Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nhé. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Các bác cứ cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Đấy, nó chỉ có đơn giản như vậy thôi để phục vụ các bác. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái con dao gọt của Nhật các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao các bác lên cho em đó là cái các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá. Lên cho em là dao gọt 2. Con này chiều dài của nó khoảng 20 cm. Hàng của thương hiệu Wabo này. Đấy, Wabo Japan. Con này nó sẽ là dòng liền thân nhá. Siêu bén luôn các bác này. Đấy. Một cái dây bóng dai nhá, dây bóng dai như này mà em còn dọc được nhá. Là các bác thấy cái độ bén của nó rồi. Đấy, tức là nó phải siêu bén luôn thì nó phải dọc được cái dây bóng dai như này. Đấy, còn đối với giấy thông thường thì nó quá đơn giản thôi nhá. Đối với giấy thông thường thì quá đơn giản rồi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con dao gọt 2 như này. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đấy, 80.000 cho con dao gọt 2 như này nhá.
lên mã giúp cho em là đó là dao gọt hai nhá, gọt hai giá sẽ là 80k, 80k cho một chiếc dao gọt hai như này, chiều dài khoảng 20 cm nhá, gọt hai 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con robot hút bụi nhá. Đấy, robot hút bụi giá thì chỉ có 120.000 thôi, 120.000 cho mấy em robot như này các bạn, 120k. Đây, ở nhà các bác chỉ cần ấn cái nút này cho em là nó chạy thôi. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đây nó có phần cản pin, tháo ra cho em và tháo cái chân này ra. Đây là cái chân này điều hướng này, nó xoay nó sẽ điều hướng. Đây, đây khi em mở máy ra cho các bác xem thì hàng mới tinh nhá, đấy, hàng mới tinh, chưa hề có một hạt bụi nào luôn, bóng loáng luôn nhá. Bây giờ em sẽ hút thử cho các bác xem, đấy, hút thử cho các bác xem, cảm nhận được cái độ sạch của nó nhá. Đây, đấy, các bác bật lên cho em, máy chạy này, đấy, rất là ngon lành nhá. Con này thì nó chạy được cả trên thảm cả dưới đất nhá, đấy, cả trên thảm này, cả dưới đất đều ok hết nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, máy đang chạy đây, rất ngon lành luôn. Máy đang chạy đây, đấy. Đấy, đây là em cho chạy trên thảm nhá, còn chạy dưới đất thì các bác này, đấy, chạy dưới đất đây. Đó, các bác thấy không? Rất là ngon luôn. Con này thì miễn chê luôn, nó chạy cực kỳ là khỏe, êm ái và ngon. Đấy, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn, chỉ có 120k thôi. Đấy, đây, bây giờ em sẽ cho nó dừng để test cho các bác xem. Đấy, em đã cho nó dừng rồi. Bây giờ các bác, em mở nắp cho các bác xem cái lượng bụi bên trong nhá. Đấy, nó chỉ chạy có khoảng 30 giây thôi, nhưng mà các cái lượng bụi mịn của nó đã hút vào nhiều như này các bác này. Đặc biệt là các cái phần bụi lông, bụi mịn này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, thì những cái bụi mịn này nếu như mà thông thường các bác dùng gọi là dùng chổi quét thì không bao giờ quét được những cái dòng bụi mịn như này. Bụi to thì không nói làm gì rồi. Những cái bụi mịn như này thì dùng chổi thông thường là không quét được, và khi đó thì các bác dùng con máy hút bụi này cho em thì nó rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác nên dùng con này, cực kỳ là tiện ích luôn, rất sạch sẽ tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái giá, nó gọi là cái giá quá hạt rẻ để tri ân rồi. Đấy, giá này là giá tri ân các bác rồi nhá. Đấy, chỉ có 120.000 thôi, 120.000 cho một con máy hút bụi như này. Đấy, thì các bác lên cho em là robot hút bụi nhá, tại vì bên shop có cả dòng máy hút bụi nữa. Lên cho em là robot hút bụi này, robot này, đó, robot hút bụi, giá của nó sẽ là 120k một chiếc nhá, 120.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa inox nhá, hàng made in Japan này. Đó, kéo tỉa inox đây, hàng made in Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm thì rất là ngon luôn nhá. Đấy, đây các bác này, đây, cắt tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm này, đây. Đấy, những cái dây bóng này cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy, thì các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm thì rất là tuyệt vời luôn các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó, các bác theo, đây. Đấy, phần của nó thì nó sẽ có cái phần đầu giáp lưỡi cưa như này, thì khi mà các bác dùng thì nó rất là bám cây nhá, không bị trượt nhá. Đó, bám cây bám lá rất là tốt luôn, chuyên để tỉa răm. Lên cho em là các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, hàng made in Japan, nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan này, giá của nó sẽ là 50k nhá, hàng made in Japan này. Đó, giá của nó sẽ là 50k. Đó, lên mã giúp cho em đó là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này, kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k cho con kéo tỉa inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá, có màu đen, màu xanh và màu ghi như này. Đấy, giá thì bên shop trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ theo combo. Đấy, bán theo combo thôi nhá. Đây, đấy, đây con này rất là ngon lành luôn, có cái cao su chống dính rất là tốt nhá, hàng hàng bằng bằng vải, bằng vải, vải mịn nhá. Nó sẽ là bằng vải này. Đấy, hàng bằng vải dệt 5D. Đấy, cực kỳ là thoáng khí, các bác dùng không bị nóng tay và rất là ôm tay luôn, em cầm bút viết thoải mái luôn. Đấy, các bác lên mã giúp em đó là găng tay lao động nhá. Đấy, găng tay lao động này, đó, lao động giá của nó sẽ là 5 đôi sẽ là bằng 40k. Đấy, và 12 đôi thì sẽ là 70k nhá, 70k. Đó, một bịch này của nó là 12 đôi là 70.000. Đấy, còn các bác mua lẻ thì bên em bán từ 5 đôi trở lên, 5 đôi sẽ là 40.000, 40.000 cho 5 đôi. Đó, giá thì rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó, 5 đôi chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì đây bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhá, nắp cống đồng. Đây, đây nó sẽ là một cái nắp cống như này. Đấy, nắp cống bằng đồng nhá, bằng đồng nguyên chất như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ngon luôn. Đó, khi các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đây, nó sẽ là một con nắp cống bằng đồng này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, bằng đồng nguyên chất này. Khi các bác cho nước vào thì nước, xả nước thì nó mới mở nắp nhá, còn không thì nắp nó luôn đậy như này, thì nó sẽ ngăn mùi cho các bác rất là tốt luôn. Nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k. Đấy, lên cho em là nắp cống đồng nhá, nắp cống đồng này, 50k một chiếc nhá.
50.000 cho một cái nắp cống đầu. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính đấy các bác nhé. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nhé các bác nhé. Thực sự không có mùi hôi nữa khi sử dụng van ngăn mùi hôi bằng đồng như này nhé các bác nhé. Có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính đấy các bác nhé. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại. Đó, giá chỉ có 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái ô nhật tự động nhá, ô dù nhật tự động đây. Đấy. Thì giá thì chỉ có 80k thôi, nó sẽ có các màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy. Con này ưu điểm của nó rất là tiện này, khi các bác mở ra thì chỉ cần bấm này là nó sẽ bật ra. Đấy, bấm này sẽ bật ra. Dòng ô này của em thì nó sẽ là dòng ô nan kép nhá. Đấy, nan kép cho các bác khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, khi các bác bấm vào thì chỉ bóp này nó sẽ vào thôi. Đó, còn khi mình cho vào rồi thì mình lại bóp vào này, bóp này sẽ ra này. Đấy, bấm vào nó sẽ vào. Dòng này của nó là dòng nan kép 10 nan nhá. Đấy, nan kép 10 nan, dùng thì cực kỳ thuận tiện luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật nhá, ô dù Nhật. Giá thì chỉ có 80k một chiếc thôi. Ví dụ như các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Một tay mình có thể mở ô ra được rồi. Đấy, thì khi các bác ở trên ô tô xuống này hoặc là tay mình đang bận cầm cái nọ kia thì các bác không cần phải sử dụng hai tay mà chỉ cần một tay là mình đã bóp được vào rồi. Đấy, lưu ý các bác là mở vào và mở ra đều phải ấn nút hết nhá. Hai cái mũi tên đi lên đi xuống này. Đó. Lên cho em là ô dù nhá. Ô dù Nhật này, giá sẽ là 80k một chiếc. 80k cho con ô dù Nhật thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế. Đây. Đấy, một con chổi cọ bàn ghế như này. Các bác chiều dài của chổi thì khoảng 20cm. Các bác dùng để mình kỳ cọ bàn ghế này. Đấy, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 35k thôi nhá. 35k cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Hàng rất đẹp và giá hợp lý rồi. Đây, các bác kỳ cọ bàn ghế hoặc là ban thờ này hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được, nó rất là tiện, nó là đầu chổi lông như này. Đấy, thì các bác dùng để cọ bàn ghế này, quét ban thờ này hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được, nó rất hợp lý luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 trong cái chổi cọ bàn ghế như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn pin. Các bác lên mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật đây. Đấy. Hàng của Nhật này, Polis này, made in Japan các bác nhá. Đấy, độ rọi xa thì từ 600 đến 1.000m này, 600-1.000m có kèm các sạc nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Thứ nhất là sẽ có phá kính này, phá kính này, thứ hai là cắt dây này, thứ ba là có nam châm hít nhá. Có nam châm hít này. Đây. Đấy, đây nó có nam châm này. Đấy, nam châm hít này các bác này. Đấy, đây có nam châm hít nhá. Thứ tư của nó sẽ là có sạc ra cho điện thoại này, có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, thứ năm của nó thì nó sẽ là có la bàn này, la bàn. Thứ sáu là có còi hú này. Đấy, có còi hú cho các bác luôn. Con này thì đang bị hết pin rồi. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Con này đang bị hết pin nhá. Đấy. Em test con khác cho các bác xem. Đấy, đây. Đây này, đó đây nhá. Đó. Có còi hú cho các bác nhá. Đây, có còi hú này. Đấy, có còi hú này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đèn sáng ở đây này. Đấy. Đèn sáng trắng này. Đấy, các bác nhấn lì thì nó sẽ là đèn đỏ cảnh báo này. Và các bác nhấn lì nữa thì nó lại về cái đèn pha đằng trước nhá. Pha của nó rất là rọi luôn đấy các bác này. Đấy, các bác trông chưa? Ban ngày mà em dọi cái pha của nó còn như này các bác này. Đấy, thì rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin cảnh sát Nhật, giá sẽ là 100 Mỹ. Các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin này, đấy, cảnh sát Nhật. Đèn pin cảnh sát Nhật giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Đấy. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn bếp ga nhá. Cái này thì các bác dùng công năng của nó thì các bác biết rồi. Dùng để chắn cho cái bếp ga nó khỏi bị gió nó tạt đi và tránh cái lực là bị hao ga nhá. Bị hao ga khi mình đun thì nó không bị hao ga. Đó, 25k một chiếc. 25k lên cho em là chắn bếp ga nhá. Chắn bếp ga. Đấy. Chắn bếp ga, giá sẽ là 25k. 25.000 cho một chiếc chắn bếp ga như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Các bác lên cho em là kéo hộp đỏ. Đây nó sẽ là một con kéo cắt cành. Dòng này thì nó sẽ là dòng cao cấp rồi. Bên shop em cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, kéo cành hộp đỏ này. Đấy, đây một con kéo cành hộp đỏ như này. Hàng thì nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Con này thì các bác dùng để cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cắt cây, cắt cành, tỉa cành, cắt cành dăm, cành diếc đều ok hết nhá. Hàng nội địa của Nhật có chữ triện hẳn hoi nhá. Đấy, đây. Rất là ngon lành như này.
Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Con này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là kéo hộp đỏ nhé, kéo hộp đỏ. Đấy, phần cán này của nó thì liền thân và có ốp gỗ nhé, cán liền thân ốp gỗ này. Hàng này cực VIP luôn. Đấy. Nếu con này các bác mua trên các cái sàn nó bán cho các bác khoảng 3-500 nghìn, nhưng mà hôm nay bên shop bán cho các bác giá chỉ có 150 nghìn thôi. Lên cho em là kéo hộp đỏ nhé, kéo hộp đỏ này, kéo hộp đỏ giá của nó sẽ là 150k nhé, 150 nghìn cho con kéo hộp đỏ như này, giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái mẫu sản phẩm, đó là dầu gội đầu. Đấy, sang mùa hè rồi thì các bác lại dùng dầu gội đầu nhiều, và bên em thì vẫn cung cấp cái dòng dầu gội đầu clear này. Đấy, dầu gội đầu clear đây, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, hàng dầu gội đầu clear như này, cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá, 80k cho một lọ dầu gội đầu clear như này. Có hai màu, màu xanh và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá, nam nữ đều dùng được cả, rất tiện ích cho các bác luôn. Dầu gội đầu clear, hàng của thương hiệu Unilever nhá. Đấy, sản xuất tại Thái Lan con này, đây Bangkok Thái Lan con này, đó, Bangkok Thái Lan này. Giá sẽ là 80k cho một lọ dầu gội đầu như này, có màu xanh và màu trắng nhá, màu xanh màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đệm ghế nhá. Đây, các bác lên cho em là đệm ghế này, đây nó sẽ là một cái đệm cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây con này, đây nó sẽ là một cái đệm như này. Đấy, và con này thì nó sẽ là dòng đệm cao su non nhá, đệm cao su non chống trơn trượt cực kỳ là, xin lỗi các bác là ngồi thì cực kỳ là êm luôn, và độ đàn hồi cực kỳ là tốt nhá. Đấy, các bác có thể để cả quả trứng lên đây ngồi cũng không bị vỡ luôn. Đó, giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đệm ghế như này thôi. Các bác lên xem là đệm ghế, giá sẽ là 80.000. Thì các bác có thể ngồi để mình gọi là chống, đặc biệt là các bác nào hay bị trĩ này, đấy, trĩ nội trĩ ngoại, hoặc là bị đau lưng, đấy, đau lưng mỏi lưng, thì các bác dùng cái này cho em, nó rất là êm ái. Thì các bác chỉ cần đặt lên cái ghế làm việc của mình hoặc là cái ghế sofa đó, để mình ngồi nó rất là tiện ích luôn. Chiều dài của nó khoảng 35 và chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá, 25 đó. Đệm mã cho em là đệm ghế, giá sẽ là 80.000 nhá, đệm ghế này. Đó, đệm ghế giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái đệm ghế này luôn. Đây con này. Đệm lót mông silicon chống ngày mông, đau lưng, đau cuộc sống, chống bệnh trĩ, đau thần kinh tọa, dùng cho người thường xuyên phải ngồi nhiều như dân văn phòng, học sinh, sinh viên, các bác tài xế. Đệm được thiết kế theo cấu trúc tổ ong đối xứng hai mặt, chất liệu silicon đàn hồi, không biến dạng dù bị kéo, không sợ xẹp lún, dễ dàng gấp gọn mang đến văn phòng, lớp học, công xưởng. Đệm lót mông silicon chống ngày mông. Sao các bạn thích ngồi đệm silicon này quá, phân tán được tốt quá trời, ngồi lên trứng sống không vỡ luôn mà. Đệm này là mình lót ghế ngồi gần cả năm rồi đó, thậm chí mình còn hút thêm để cho ba mẹ mình dùng nữa. Vì trong các loại đệm ngồi thì mình thấy loại này khá rẻ mà vẫn rất là thông thoáng, dễ vệ sinh. Chất liệu là silicon nên độ đàn hồi và phân tán lực của nó cũng khá tốt. Lấy tay nhấn đè cái trứng này xuống mà cái trứng còn nguyên, ngồi hẳn lên cái trứng luôn mà không bể luôn mà. Ngồi không bể thì đập cho bể để còn ăn trưa nữa chứ. Đệm này sẽ rất phù hợp để lót lên mấy cái bộ ghế gỗ hay là ghế cây có cái bề mặt phẳng. Còn những cái ghế mà đã có đệm sẵn rồi như là ghế văn phòng mới thì nó sẽ hỗ trợ êm hơn chút xíu. Như ba mẹ mình hay ngồi làm việc là dùng cái đệm này ngồi nhiều lắm, mà ngồi dưới đất thì đừng có nhảy cái oạch giống vậy nha. Đầu á, đệm lần này mình hút thử ở trên TikTok shop thì nó vẫn rất êm như cái đệm trước nay mình ngồi. Đệm rất là ok nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái bộ khoan mini các bác này. Đấy, hàng đồ kim khí này, bộ khoan mini cho các bác luôn. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm là một cái bộ khoan đựng trong một cái hộp như này, rất chất lượng xịn sò, giá chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm là một máy khoan như này nhá. Đấy, đấy, rất là ngon luôn. Con này thì các bác có thể xoay ấn cái lẫy này xoay thẳng này cho em. Đó, tiện không? Các bác có thể dùng thẳng này, dùng thẳng cũng được, mà các bác có thể dùng hình khẩu súng cũng được. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá, chạy rất là khỏe luôn. Đó, các bác có thể đảo đi như này, đảo đi như này cho em. Đó, đây, rất tiện nhá, và có đảo chiều ra vào nhá. Ngoài ra thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là có tới cho các bác là 30 đầu vít này. Đây, đấy, chọn bộ này, 30 đầu vít này. Đấy, rồi các cái đầu khẩu này, một cáp sạc này, một cái đầu ngoắt nghéo này. Đấy, và hai mũi khoan này, hai mũi khoan, một đầu nối và bốn đầu vít này. Đó, lên cho em là khoan mini nhá. Đấy, chọn bộ sản phẩm như này chỉ có 180.000 thôi. Đấy, khoan mini đầy đủ chi tiết cho các bác luôn, mà giá chỉ có 180.000 thôi. Khoan mini nhá, khoan mini này, khoan mini 180k cho một bộ khoan mini. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là sen quạt tăng áp nhé. Ở đây nó sẽ có cánh quạt này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt này, và có một dây như này. Bộ này chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho một bộ sen quạt thế này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt, bao gồm một sen quạt này,
và một bộ dây có đóng ngắt trên tay nhé, đóng ngắt trực tiếp trên tay như này, các bác không cần phải đưa vào gật gù để mình đóng ngắt này. Và có cho các bác là tăng giảm ở đây nữa nhé, đóng ngắt tăng giảm đầy đủ cho các bác luôn. 100.000 cho cái bộ vòi sen quạt tăng áp như này đấy, giá thì cực kỳ mềm mại rồi, chỉ có 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp này thôi. Các bác chả đi đâu mà mua được cái bộ như này mà giá 100.000, em bên em bán cả 1.000 bộ rồi. Lên cho em là sen quạt này đấy, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100k nhá, 100k cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái bộ lấy dây tai đèn này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu lấy dây tai và một đầu gắp luôn, tất cả đều có đèn. Đấy, thì đây em sẽ có cái video cho các bác xem luôn cho nó nhanh. Đấy, thực tế luôn. Để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho bé, nhưng nếu không biết cách lấy hoặc sử dụng những vật dụng cứng sẽ làm cho bé rất đau. Đấy, có đèn bật lên được luôn các bác này. Đó. Và có bộ gắp cũng có đèn luôn, rất tiện nhá. Đấy, hai cái luôn. Combo cho bác hai cái. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Đấy. Bộ 5 khay inox siêu mỏng bao gồm cho các bác là 5 khay. Ở đây thì nó sẽ là cả khay cả nắp luôn, cả khay cả nắp luôn. Hàng thì rất là đẹp, nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, em gọi nó là siêu mỏng thôi chứ nó cũng không đến nỗi là quá mỏng đâu. Nhưng mà em gọi thế để cho các bác yên tâm. Các bác nhận hàng cũng đến lúc các bác nhận hàng các bác lại chê là mỏng thế. Tại vì cái giá của nó rất là hợp lý rồi, một cái bộ 5 khay inox như này. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Bộ 5 khay siêu mỏng nhá. Bộ 5 khay siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50k. Ưu điểm của con này thì các bác dùng để bỏ thực phẩm thức ăn trong tủ lạnh nó rất là tiện này. Đấy, có nắp đậy cho các bác không bị mùi. Và một bộ là 5 chiếc. Chiếc to nhất thì vào khoảng là 20 cm. Và đây, to nhất thì là 18 cm nhá và nhỏ nhất là 10 cm thì nó sẽ có combo cho các bác sử dụng rất là tiện luôn. 50.000, tính ra vào có 10.000 một chiếc thôi, 10.000 cái khay này thôi. Đó, giá sẽ là 50k nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm, đó là kia bơm tẩu ô tô. Đấy, bơm tẩu ô tô thì con này các bác chuyên dùng để mình bơm ô tô thôi nhá. Bơm ô tô thôi. Đấy, và các bác phải có ô tô con thì mình mới dùng được. Hàng thì của thương hiệu Toyota, nó sản xuất để tặng cho khách hàng mua ô tô nhá. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đây nó sẽ là cái đầu bơm của nó này, và đây là cái dây dẫn này. Đấy, dây dẫn để các bác có cái đầu tẩu này các bác cắm vào ô tô nhá, chứ không các bác không, cái này không dùng cho xe máy được đâu. Đấy, không dùng xe máy, không dùng điện được, mà con này phải bác nào có ô tô thì mới dùng. Ô tô thì nó sẽ có sẵn tẩu rồi. Đấy, các bác cứ để trên ô tô. Ví dụ như là xe cộ có vấn đề gì thì các bác ấy vào xe, nó rất là tiện luôn. Lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Giá sẽ là 180.000 cho cái bộ bơm tẩu ô tô này thôi. Hàng thương hiệu Toyota. Đấy, các bác yên tâm sử dụng. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là kìa. Nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái Automat nhá. Đấy, Automat hàng nội địa của Nhật này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ vào ship. Bên em ship code toàn quốc. Đấy, bên em ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp chị em. Ship hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái Automat hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là dòng Adcock, công suất của nó sẽ là 30A, dòng dò của nó sẽ là 15mA. Điện của nó thì từ 100 đến 220V. Các bác dùng điện Việt Nam mình ok. Hàng nội địa của Nhật nhá. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Đây. Giá thì sẽ là 110.000 cho con Adcock như này. Con này thì nó sẽ là chống giật, chống chập, chống quá tải. Các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa và các cái thiết bị của các cái thiết bị nhỏ đều ok hết nhá. Đấy, motor, máy bơm nước dùng cực kỳ là an toàn luôn, dùng để đóng ngắt motor, máy bơm nước. Có dấu hiệu điện của dò gì chập cháy hoặc là quá tải là ad sẽ nhảy hết nhá. Đấy, lên cho em là Adcock 30A. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con cóc 30A như này. Đấy, các bác lên cho em là cóc 30A nhá. Cóc 30A này. Cóc 30A. Giá sẽ là 110k một chiếc, 110.000 cho một con cóc 30A như này nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là con Ad Đại 40A đây. Đấy. Con Ad Đại 40A. Đấy, hàng thì rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng made in Japan. Đấy. Có hàng của Mitsubishi, hàng của Natina nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng made in Japan qua này. Đó, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con Adcock, một con Ad Đại 40A như này. Đấy, Ad Đại 40A như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, các bác lên cho em là Ad Đại này. Đó. Ad Đại 40A, Ad Đại 40A, giá sẽ là 180k nhá. Đấy, 180.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con Ad Đảo Chiều này. Ad Đảo Chiều,
Con này thì nó sẽ là dòng át đảo chiều và 63A nhé. Đấy, 63A đảo chiều. Giá sẽ là 110.000 nhé. 110.000 trong con át đảo chiều như này. Đấy, công suất của nó là 63A. Con này thì các bác dùng chuyên dùng cho em đó là nhà có hai công tơ này, hoặc là dùng cho gọi là dùng cho hai công tơ hoặc dùng cho máy phát điện đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là át đảo chiều, 110.000 cho một con át đảo chiều như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy rót rượu tự động nhá. Đấy, test xong rồi nhưng mà các bác cũng vẫn cứ uống rượu bình thường cho em. Đấy, uống rượu không lái xe là được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là một cái bộ sản phẩm bao gồm cho các bác là một thân máy như này này. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Một thân máy này, một âu đựng rượu và một cái âu để các bác đựng đá. Hai cái chén này của em nhá. Hai chén này của em, nói thẳng thế luôn. Cũng lúc các bác xem quảng cáo các bác bảo ta thấy thêm có thêm hai cái chén nó phức tạp ra. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm là một thân máy này. Đây là cái thân máy của nó này, một thân máy này, một cái âu đựng rượu này và một cái âu nhựa để các bác đựng đá bên dưới mình dùng cho nó mát. Đấy, các bác đặt vào cho em. Đấy, đặt vào. Sau đó thì mình bắt đầu rót thôi. Đấy. Đây, các bác chỉ cần đặt cốc như này là nó sẽ rót này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, đặt cốc vào như này nó sẽ rót này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cái con mắt cảm biến đây, các bác cứ đặt vào là nó rót thôi. Đấy. Và các bác có thể tùy chỉnh tăng giảm ở đây, Đó. Lên cho em, đưa anh đi rẻ mình yêu. Các bác lên cho em là máy rót rượu tự động nha, máy rót rượu tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho con máy rót rượu tự động như này. Con này thì em để lâu lắm rồi. Đấy, em để lâu lắm rồi, từ năm ngoái năm kia rồi mà em vẫn dùng bình thường, không có phải sạc pin, sạc biếc gì cả. Đấy, để nó bụi bặm quá này, em lau đi cho các bác xem. Đó, lau đi lại sáng bóng đẹp luôn. Đó này, các bác tắt đi này. Tắt đi này, bật lên này. Đó. Đây, đấy các bác. Đầu tiên các bác bật lên cho em này, đấy, và mình chỉnh lên một chút này, sau đó thì các bác đặt cốc vào là nó rót này. Đấy, rất tiện luôn nha. Đấy. Đều nhau tam táp luôn, Đó. Hai chén đều nhau tam táp luôn nha, các bác thấy không? Đây, hai chén này đều nhau tam táp luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy rót rượu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho một em máy rót rượu như này. 270k. Nó rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là máy rót rượu 270.000 nhá. Đấy. Máy rót rượu 270.000. Đây. Lên cho em là máy rót rượu này, máy rót rượu 270k, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Thì con này các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em mình sử dụng thôi. Đấy. Cắm trực tiếp điện 220 và con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn như này các bác này, một cái ngăn như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái ngăn như này. Và các bác tháo ra ở đây có sẽ có cho các bác là bốn cái âu như này. Nếu các bác mua bình thường một cái âu như này thôi đã cũng phải mất đi là 30-40 nghìn rồi. Đấy, em cứ gọi cho là 40 nghìn thì là 160 nghìn rồi. 160 nghìn để mua được bốn cái âu inox đẹp như này. Đó, mỗi cái âu này của nó thì sẽ là 0.5 lít gì đấy. Đấy, và cả cái cặp lồng này thì của nó dung tích sẽ là 2 lít này. Đấy, và có cáp cắm nguồn cho các bác đàng hoàng. Về nhà các bác cứ đổ nước vào đây. Đấy, đổ gần đến miệng này, sau đó thì các bác đặt cái này vào. Sau đó thì mình cắm điện vào là mình đun nấu thoải mái nhá, đun nấu thoải mái cho em. Đấy, hấp xôi này, bánh bao này, rồi cho cơm cho gạo và nấu bình thường. Đấy, các bác có thực phẩm thức ăn mình mang đến cơ quan này. Đấy, mình xách đi mang đến cơ quan cho em. Đây, đóng ngắt ở đây, cắm điện nguồn ở đây nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ là cái hộp của nó này. Đây. Con này thì hàng của nó sẽ là công suất là 20W này, à 200W này, điện thì nó sẽ là 110 đến 220V. Đấy, con này thì điện của nó là dùng được cả điện Việt Nam mình luôn, 50Hz, dung tích 2 lít. Đây, 259, 130, 220, đó, dài rộng cao. Lên cho em đó là cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Giá thì cực kỳ ưu đãi, 180.000 cho cặp lồng như này. Mà nếu các bác mua 4 cái âu inox đấy, nó sẽ mất cho các bác là vào khoảng là đi 160.000 bốn cái âu inox rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Đèn bão. Con này thì các bác lên cho em là đèn bão quạt. Con này thì nó sẽ có cho các bác một cái quạt như này. Đấy, đèn bão quạt này. Quạt rất mát luôn. Gió ù luôn các bác này. Quạt siêu mát luôn, gió ù này nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Kèm thêm cho các bác là một cái đèn. Đây, một cái đèn này các bác rút lên cho em. Đèn rất sáng luôn. Cái quạt này các bác có thể dùng từ 3-5 tiếng tùy theo mức độ sạc nhá. Và có cáp sạc sẵn cho các bác luôn. Có cáp sạc luôn và có cả tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Có pin năng lượng mặt trời. Mất điện các bác chỉ cần bỏ ra thôi. Đây, nó đang sạc này các bác này.
Đấy, em che đi là nó không có ánh sáng, là ánh sáng điện này nó cũng vẫn sạc là bình thường nhá. Che đi là nó tối này, bỏ ra nó sáng các bác này. Đó, thấy chưa? Che đi nó tối này. Đó. Con này thì rất tiện. Các bác dùng nó rất là đã, mất điện mất đóm là các bác cứ thế mình sử dụng thôi. Đấy, quạt có thể được từ 3 đến 5 tiếng, nhà có trẻ em trẻ nhỏ đều ok. Thêm cho em là đèn bão quạt nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Đèn bão và có quả cả quạt luôn, cho nên là đèn bão quạt giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Cái đèn bão này bao nhiêu nhỉ? Đèn bão là 100. 100k nhá. Đấy, giá cực rẻ luôn, 100 nghìn cho cái đèn bão như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy. Một con cốc như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90 nghìn nhá, 90 nghìn. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sử dụng hai cái quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có thể cho vào mình pha trà, pha cà phê đều được hết nhá. Đấy, cho đây. Đây nó có cái tấm, có cái viên pin hạt nam châm từ trường. Đấy, thì nó sẽ liên tục quay tròn để các bác pha trà, pha cà phê rất là tiện. Đấy, lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k tròn cho một cái con cốc tự khuấy như này. Giá chỉ có 90 nghìn thôi. Đấy, bỏ tranh cái đôi pin bé đây để anh chạy thử nào. Con này nó sử dụng cái pin con thỏ nhỏ nhá. Đấy, pin con thỏ nhỏ thì về nhà các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào cho em là ok. Đây em sẽ lắp thử cho các bác xem. Đấy, đây nó sẽ là một cái nam châm từ trường như này các bác này. Đấy, nó sẽ là cái nam châm từ trường như này. Bóc ra. Các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào nhá. Đấy, lắp vào sau đó thì các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Cái này bên em bán là không kèm pin đâu nhá. Về nhà các bác đi mua pin ở ngoài thôi. Đấy, em bán là không kèm pin đâu, nói rõ các bác thế luôn. Đây. Đấy các bác này, cho cái hạt nam châm này vào này. Đấy. Bấm này nó sẽ quay thôi này. Đấy. Sau đó thì các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại ấy vào đây. Đấy, một viên pin này các bác dùng thoải mái, khi các bác rửa thì tránh nước vào cái phần đít này là xong. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác rồi. Hàng chất lượng, giá hợp lý. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ dao ba con, dao cán gỗ ba con nhá. Bỏ ra anh tờ giấy. Đây anh tờ giấy. Bộ dao cán gỗ ba con, giấy ghi đơn đấy, giấy nào cũng được. Thì đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt này. Con này cân nặng của nó là khoảng từ 5 đến 7 lạng. Đấy. Tờ nào cũng được. Từ 5 đến 7 lạng các bạn này. Đấy, cân nặng của nó là từ 5 đến 7 lạng. Và con này thì khá là dày luôn. Hàng của thương hiệu Seiki Japan. Đây, chữ này là chữ Made in Japan nhá. Đấy, giống như kiểu chữ Việt Nam mình là sản xuất tại Việt Nam. Đấy, còn cái này thì nó sẽ là sản xuất tại Nhật nhá. Đấy, các bác về các bác có thể gõ Google dịch là ra cái chữ này. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180 nghìn nhá. Lên thì em là con dao chặt gỗ 180k cho một con dao chặt gỗ như này nhá, 180 nghìn. Tiếp theo thì sẽ là một con dao thái gỗ này. Con này giá chỉ có 80k thôi, 80 nghìn cho con dao thái gỗ như này. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén này các bác. Đây, đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, dao thì rất là bén luôn các bác nhá. Đó. Dao thì rất là bén luôn. Và dao thì rất là bén và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy các bác thấy không? Dao rất bén luôn, Seiki Japan như này. Con này thì sẽ là 80 nghìn cho con dao thái gỗ như này nhá. Đấy, 80 nghìn. 80 nghìn là vào 260 rồi. Đấy. Tiếp theo thì con dao gọt này. Con dao gọt này thì sẽ là 40.000. Có lên cho em là gọt gỗ nhá, 40k cho con gọt gỗ như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 40.000 các bác này. Cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy. Con này thì là bén của bén rồi, bén của bén rồi. Các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả hoặc là đa chức năng luôn. Con này thì dài khoảng 20cm. Còn con này thì dài khoảng 30cm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó, còn con này là gọt gỗ nhá. Gọt gỗ 40k. Đó. Nếu các bác mua combo 3 con như này nhá. Bộ 3 con như này sẽ là 260.000. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ, bộ 3 dao này. Cán gỗ này. Cán gỗ. Giá sẽ là 260.000 và bao ship. 260.000 cho 3 con dao, bao ship tận nhà cho các bác. Đấy, các bác đi đâu mua được giá rẻ như này. Đó. Còn nếu các bác mua lẻ thì sẽ là con này 180.000, con kia 80.000, con kia là 40.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì em lại cập nhật các mã hàng gửi tới các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác là gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Bên em ship code toàn quốc nhé. Từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua giúp cho em đủ 200.000 thôi. 200.000 thì nó cũng rất là đơn giản, không có gì là to cả. Các bác cứ mua đủ 200 rồi cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xi đánh giày nhá, xi đánh giày. Mã này thì trước Tết thì em cũng có đặt hàng nhưng mà hàng nó không về kịp trước Tết. Thì đây giờ hàng về để phục vụ các bác. Đây, nó sẽ có màu đen và màu nâu. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy.
Đây, về nhà thì các bác bóc ra như này cho em này, sau đó thì mình lấy cái phần bông này ra. Đây, các bác lấy cái phần bông này ra này. Đấy, lấy cái phần bông này ra. Lấy phần bông này ra và các bác quệt vào, sau đó thì mình đánh vào cái phần giày dép của mình thôi. Đấy, mình đánh vào cái phần giày dép của mình. Thì con này nó là vừa tạo độ bóng này, độ bóng, độ mịn và giúp cho cái giày của các bác nó da nó mịn và nó mềm nhá, da mịn mềm. Đó. Thì giá thì và rất là thơm luôn nhá. Cái này mùi của nó cũng rất là thơm. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là xi ở bên dưới và cái chổi bông ở bên trên. Thì các bác cứ thế là mình đánh thôi. Rất là tiện. Có màu đen và màu nâu nhá. Giá thì chỉ có 30k cho một lọ xi đánh giày này thôi. Lên cho em là xi đánh giày. Giá sẽ là 30k cho một hộp xi đánh giày như này nhá. Đó, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thảm. Các bác lên cho em là thảm 46 nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là thảm 46 này. Đấy. Thì con này chất liệu của nó bên dưới là bằng bên dưới của nó là bằng cao su non này, bên trên thì bằng nỉ nhá, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Kích thước của nó là 40x60. Đấy, lên cho em là thảm 46 nhá. Con này giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000 cho một chiếc như này. 45.000 cho một chiếc thảm 46 như này. Lên cho em là thảm 46 nhá. Thảm 46, giá sẽ là 45k. Đó. 45k cho một chiếc thảm 46 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình voi nhá, bình voi. Dung tích của nó thì nó sẽ là dung tích là 1 lít đến 1 lít 2 nhá. Hàng về tùy theo lô. Đấy, có lô thì 1 lít, có lô thì 1 lít 2. Tùy theo lô nó về nhá. Lô này thì nó sẽ là một lít 3 này. Đấy, có lô thì 1 lít 2, có lô thì 1 lít 2. Một lô lít 3 nhá. Đấy. Đây. Nó sẽ có cho các bác là cái nắp một cái hệ thống ống mút này. Ống mút này thì nó sẽ là dòng ống mút tự động rất là tiện luôn. Đây. Đấy, các bác đút cái này vào cho em. Đây, đút vào đây. Đó. Và các bác cho cái đầu mềm này xuống dưới nhá. Cho cái đầu mềm này xuống dưới. Đây, đầu mềm xuống dưới này. Sau đó thì các bác xoáy nắp lại cho em. Xoáy nắp lại, ấn nó xuống xoáy nắp lại. Đấy, và khi các bác chỉ cần mở ra như này thôi thì cái nắp nó sẽ đẩy lên nhá. Mở ra nắp đẩy lên này. Đấy, các bác ấn thì nắp lại vào, mở ra nắp đẩy lên. Thì rất là tiện để các bác có thể dùng mình uống nước này. Đấy, xài qua sách rất là đẹp luôn. Và giá thì một con bình voi hàng của Nhật cao cấp như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? 120.000 cho một cái bình voi như này thôi nhá. Đúng giá không đấy? Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Đó, bình voi. Giá chỉ có 120 cành thôi. Giá cực tốt cho các bác luôn. Dùng 160.000, xin lỗi các bác nhá. Đấy, 160.000. Đấy, em nhớ nhầm giá mà nhá. Đấy, xin lỗi các bác. Sao cái bình voi này 160.000 các bác nhá. 160.000 cho một cái bình voi như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít 2 đến 1 lít 3. Đấy, kích thước của nó đây. Con này thì giữ nóng giữ lạnh cực kỳ là tốt cho các bác luôn. 160k các bác nhá. Xin lỗi các bác nhầm giá 160.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Bắt đầu sang mùa hè rồi. Miền Bắc thì chuẩn bị vào miền Nam thì các bác đã bắt đầu nóng rồi. Và các bác phải dùng cái đá này rất là nhiều. Thì đây nó sẽ là hàng thương hiệu Winling của Đức. Nó sẽ là một cái viên đá khô như này. Về nhà các bác bỏ vào trong cái ngăn đông của tủ lạnh này. Trong ngăn đông của tủ lạnh, ngăn đá đấy. Sau đó thì các bác uống rượu, uống bia, uống nước ngọt. Và các bác uống nước lạnh. Muốn uống nước lạnh thì các bác chỉ cần là bỏ cái viên này vào viên vào bia, vào nước ngọt cho em. Đấy, hoặc vào rượu. Vừa là không mất hương vị, vừa tạo độ lạnh, độ mát rất là tốt luôn. Và cái giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 nhá. Đấy. 70.000 cho một cái hộp đá vĩnh cửu này, bao gồm cho các bác là 6 viên. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đấy, đá vĩnh cửu giá sẽ là 70k cho một hộp. Đấy, 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc Long Ben Hắc Lào nhá. Long Ben Hắc Lào giá sẽ là 30.000 cho một típ Long Ben Hắc Lào như này các bác này. Đấy. 30.000 cho một típ Long Ben Hắc Lào như này. Đấy, thì các bác bị Long Ben lắc hắc lào, nấm ngứa, vẩy nến các thứ là bôi khỏi hết cho em nhá. Đấy, lên cho em là Long Ben Hắc Lào. Giá sẽ là 30k cho một típ như này nhá. 30k cho một típ Long Ben Hắc Lào như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ hàng của thương hiệu Long Jin nhá. Long Jin. Đó, thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một cái mẫu là mặt đen và một mẫu là mặt trắng như này. Đấy, đồng hồ Long Jin, mẫu mặt đen, mẫu mặt trắng như này. Giá của nó sẽ là 250.000 cho một cái mẫu đồng hồ Long Jin như này. Đấy. Hàng cực kỳ là ngon luôn, đồng hồ Long Jin của Nhật nhá. Đây. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đó. Con này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Long Jin. Đó, con này thì sẽ là 250.000 cho một con đồng hồ Long Jin như này. Đó, 250.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì
em lên cho bác cái con đồng hồ Rolex này. Đấy, đồng hồ Rolex, con này thì nó sẽ là Rolex màu vàng rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 tròn nhá. Đấy, đồng hồ Rolex giá sẽ là 300.000. 300.000 giá sẽ bao gồm phí ship cho các bác luôn. Đó, bên em sẽ bao ship cho các bác luôn. Đồng hồ Rolex này có lịch báo đàng hoàng các bác nhá, có lịch báo đàng hoàng như này. Một con đồng hồ Rolex như này giá của nó sẽ là 300k. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ Rolex giá sẽ là 300.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Các bác lên cho em là xiên hoa quả, một là hộp này của nó 10 chiếc, giá thì sẽ là 70.000. 70.000 cho một hộp 10 chiếc như này. Cái này bao nhiêu nhỉ? Xiên hoa quả này. 50.000 các bác nhá. Đấy, trước em bán là 70.000. Lô này về giá cực tốt cho các bác luôn, hàng dày dẫn chắc chắn. Đẹp, hàng của thương hiệu Winling của Đức Hay người này. Đấy. Một hộp này của nó thì sẽ là 10 chiếc như này. Các bác dùng để xiên hoa quả này rồi đồ ăn, thức uống đều ok hết nhá. Đấy, các loại đồ ăn hoa quả hoặc là các bác ăn trong bữa ăn mà có cái gì cần xiên thì các bác sử dụng cái này cho em. Nó rất là tiện và sạch sẽ. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức Hay người đây. Một hộp này của nó là 10 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. 50k cho một hộp 10 chiếc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải điện. Giá chỉ có 60.000 thôi mà các bác được tặng kèm tới 4 đầu bàn chải. 4 đầu bàn chải, một thân máy này. Một thân máy, 4 đầu bàn chải cho các bác luôn, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng, và kèm một cái cáp sạc. Đấy, kèm một cái cáp sạc luôn đây. Đấy, con này thì quá là tuyệt vời rồi. Đây. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật nguồn lên này. Đấy, giữ lì cho em. Giữ lì cho em nhá. Nếu mà con nào mà các bác bật không lên thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin thì các bác sạc ở đít này. Đó. Đấy, để lâu nó hết pin. Đấy, được rồi. Đấy, các bác này. Độ rung của nó rất là mạnh luôn. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên một phút nhá. 32.000 lần trên một phút. Độ rung của nó rất là mạnh luôn. Và nó có các cái chế độ là làm sạch, làm trắng, rồi vệ sinh nếu vệ sinh lợi đầy đủ cho các bác này. Đấy, có 5 chế độ như này. Các bác sẽ có cho các em là 4 cái đầu bàn chải như này nhá. 4 đầu bàn chải nguyên niêm phong như này. 4 đầu bàn chải như này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Tính ra là cũng chỉ bằng các bác đi mua 4 cái bàn chải 15.000 chiếc thôi, 60.000. Lên cho em là bàn chải điện nhá. Đấy, bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60k cho một bộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái chốt cổng nhá. Đấy. Các bác lên nó giúp cho em đó là chốt cổng tự động nhá. Chốt cổng tự động. Đây nó sẽ là một cái chốt như này, nó rất là tiện này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho cửa vào là nó sẽ sập vào thôi. Đấy, còn khi mà tháo ra thì các bác nâng cái này lên là nó sẽ ra này. Đấy, còn khi cho vào thì các bác chỉ cần sập này là nó sẽ vào. Đấy, lên cho em là chốt cổng tự động nhá. Bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho cái chốt cổng tự động như này các bác nhá. Giá chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chốt cổng tự động giá sẽ là 40k. Đó. Chốt cổng này. Đấy, lên cho em là chốt cổng nhá. Chốt cổng giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Đây em sẽ có video. Các bác này. Các bác gạt chốt lên để mở ra rất là nhẹ nhàng. Đấy, các bạn sập phát nó vào luôn, nó rất là tiện nhá. Đó. Các bạn có thể đến cái một khóa phía dưới đó. Bắt đầu cần tính của cửa hàng. Đây là cái khóa cổng tự động nha các bác. Con này rất là dễ dàng và cứng cáp, giá chỉ có hơn 50.000 thôi. Các bác gạt chốt lên để mở ra rất là nhẹ nhàng. Đóng lại thì nó sẽ tự động chốt. Rất là chắc chắn luôn. Ngoài ra các bác có thể đến cái một khóa phía dưới đó. Bắt đầu cần tính của cửa hàng. Đấy. Con này thì trước em đang bán là 40.000, đợt này hàng nó đồ sắt nó lên một chút thì con này các bác lên cho em là chốt cổng nhá, giá sẽ là 45.000. Đó, chốt cổng giá sẽ là 45k cho cái chốt cổng này. Đó, 45.000. Còn bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chốt cửa này. Chốt cửa thì sẽ là 40.000. Cái này thì các bác có thể nó nhỏ hơn thì các bác có thể dùng để mình chốt cửa chuồng chó, chuồng mèo hoặc là các cái cánh tủ, cánh chiếc. Đấy, nó nhỏ gọn đây. Thì nó sẽ nhỏ gọn này. Cái này các bác lắp vít vào đây cho em này. Đấy. Khi mình mở ra thì kéo cái này ra thì nó sẽ đẩy ra này. Đấy. Đây nó sẽ có cái lò xo. Các bác kéo này nó sẽ đẩy ra. Đấy, kéo này nó đẩy ra này. Đấy, kéo này mạnh nha cho em. Kéo mạnh cho em là nó sẽ đẩy ra. Còn khi các bác sập thì nó sẽ có quán tính là nó sẽ tự sập vào thôi. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k nhá. 40k. Lên cho em đó là chốt cửa tủ. Đấy, chốt cửa tủ giá sẽ là 40k. Đấy, còn con kia là chốt cổng thôi. Cái này các bác lên cho em là chốt cửa tủ nhá. Đấy. Chốt cửa tủ này, giá sẽ là 40k. Đó. 40k cho cái chốt cửa tủ như này. Đây em cũng có video luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, chỉ mình chỉ đẩy này là nó sập vào thôi. Rất là tiện. Đấy. Rất tiện luôn các bạn. Đó, tiện lắm. Sập này là nó vào, còn khi đẩy ra thì các bác chỉ cần là hất là nó ra thôi. Và con này các bác chỉ cần bắt vít vào cho em là xong. Đó.
rất là tiện nha. Chốt khóa cửa tủ hòm tự, động đa năng tiện lợi dễ, dáng lắp đặt, được tin dùng. Con này thì các bác lên xem là chốt cửa tủ nhá, giá sẽ là 40.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày đây. Giấy lau giày con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác chuyên dùng để mình lau giày, lau giày, lau dép, rồi nói chung là có thể là vệ sinh bàn ghế cũng đều ok hết, tại vì nó có cho các bác cái xà bông tẩy rửa rồi. Về nhà các bác chỉ việc lau thôi. Ngoài lau giày, lau dép thì các bác có thể lau tủ, lau bàn, lau ghế đều ok hết, nhưng mà con này chuyên dùng để lau giày, chuyên dùng để lau giày. Giá sẽ là 20.000 cho một bịch như này, 20.000 bịch như này nhá. Đấy. Đây ví dụ như là cái dép của em đây. Đấy, nó đang ố vàng như này. Em lau là nó sẽ cải thiện cái độ sạch của nó lên tới 90% luôn các bác này. Đấy, đây. Em sẽ lau cho các bác xem. Đấy, bỏ cái khăn này gần nha. Đấy, đây nhá, nó đang ố vàng này mà em đánh một lúc này. Đấy, các bác có thể là nếu mình có thời gian thì mình cứ đánh sau đó thì để nó ngấm vào. Ngấm vào cho nó tẩy sạch đi, sau đó thì các bác lau đi cho em. Đấy, còn đây là em đánh trực tiếp xem, em lau luôn cho các bác xem. Cái độ sạch của nó cũng phải lên tới 90% luôn các bác nhá. Đấy, và nó sẽ có cái xà bông như này. Cái này là thực tế luôn chứ không phải là hoa mỹ gì cả nhá. Đây, đấy em lau đi các bác này. Đấy, lau đi. Đấy các bác thấy không? Đó, đây, nó sáng bóng này luôn này, gần như mới luôn nhá, gần như mới luôn. Đó, đây các bác thấy không? Đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000. 20.000 cho một bịch như này thôi. Lên xem đó là giấy lau giày nhá, giá sẽ là 20k cho một bịch như này. 20.000 cho bịch giấy lau giày như này các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đũa vàng, đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 10 đô. Đấy. Hàng đũa mạ vàng của Hàn Quốc cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Một vỉ 10 đô nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 thôi. Giá chỉ có 35.000 cho một vỉ đũa bao gồm 10 đô như này, 35k. Đầu mạ vàng cực đẹp luôn. Hàng thì hàng của Hàn Quốc. Rất đẹp, rất mê ly cho các bác nhá. Về nhà các bác sử dụng thì cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy. Hàng thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Giá thì chỉ có 35k thôi. Đấy, con này thì dùng rất là tiện ích rồi. Hàng của Hàn Quốc thì các bác yên tâm mà sử dụng nhá. Đấy, hàng Hàn Quốc yên tâm sử dụng đây. Korea con này, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, đây, Korea này. Các bác lên xem là đũa mạ vàng, giá sẽ là 35k nhá. Đấy, con này trước em đang bán là 50.000 nhá. Đợt này về tri ân cho các bác đầu năm giá tốt luôn, 35k. Đó, đũa mạ vàng Hàn Quốc rồi ok.